ra lái ghe định nhổ sào lui về lo ma đám cho vợ. Bỗng nghe tiếng gọi từ trên bờ: "Thôi, anh khoan về, hãy đem vợ anh lên đây tôi trị cho." Anh xin trả lời với vẻ thất vọng: "Vợ tôi đã chết rồi ông à." "Không sao, anh cứ đem vợ anh lên tôi cứu cho." Không nỗi mừng nào hơn, anh xin nghĩ đã được tiên Phật cứu khổ cho gia đình mình, nên đem vợ anh lên nhà sau đặt chị vào bộ dáng. Mọi người có mặt nơi tổ đình lúc này đều đổ xô tới nhìn, họ rất ngạc nhiên, không hiểu đức thầy đem xác chết lên nhà làm gì, nhất là đức ông. Bởi nhà đương cuộc pháp thời bấy giờ vốn là một con chim sợ tên, chuyện quần tụ đông đảo ở tổ đình và cử chỉ vượt hẳn với kẻ tầm thường của đức thầy, làm sao họ không khỏi lo sợ cho địa vị của họ lung lay. Nên uy tín của ngài càng tăng cao là họ càng xem như chiếc gai trước mắt, lúc nào họ cũng muốn nhổ. Thế mà hôm nay đức thầy lại đem xác chết về nhà, sao khỏi chuốc quả vào thân. Đức ông tỏ vẻ khó chịu, đi tới đi lui muốn nói lên chỗ dị động này, nhưng rồi như có một mãnh lực nào khiến ông không thể nói. Còn đức thầy thì rất tự nhiên, ngài lấy cái tô đưa cho anh xin bảo: "Anh hãy xuống mé sông niệm Phật, rồi múc xuôi theo dòng nước một tô đem lên đây." Vì quýnh quá, anh xin quên múc ngược nước đem lên. Ngài bảo: "Anh múc tô khác đi, vì tô này anh múc ngược nước rồi." Anh xin nhớ lại giật mình, liền tiếp lấy cái tô, chạy nhanh xuống mé sông, niệm Phật rồi múc xuôi nước đem lên. Đức thầy phun từ đầu tới chân chị xin. Lạ thay, màu da xanh xám của chị bỗng trở lại hồng hào, rồi chị từ từ thở nhẹ nhẹ. Thế là chị sinh sống lại và lành mạnh như thường. Anh xin mừng ríu rít, vợ chồng đồng tạ ơn thầy và phát nguyện quy y, thuật theo lời ông Lê Văn Phú từ Tho. Tiếp theo, đến mẫu chuyện 78, đoàn kết để chung lo. Ngày 1 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, sau khi làm lễ rước lư hương từ tổ đình về An Hòa Tự, đức thầy Quan Anh Gù để đi khuyến nông thuyết pháp. Đến tại Long Xuyên, nơi đây ngài được tiếp rước trọng thể, thính chúng nhiệt liệt quan hưng trên diễn đàn, đặt tại từng lầu một công sở xã Mỹ Phước, nay là phòng thông tin tỉnh An Giang. Bây giờ tại Long Xuyên, ban trị sự tỉnh bộ có sự bất đồng ý kiến giữa ông phó hội trưởng và ông thủ bổ, khiến việc đạo có phần ngưng trệ. Hình như đã biết trước một cách tinh tường, nên khi dùng cơm trưa tại tư thất ông Võ Tăng Sâm, có sự hiện diện của nhiều nhân vật cao cấp, đức thầy với giọng cương quyết truyền rằng: "Người làm đạo phải dẹp bỏ mọi tị hiềm cá nhân, phải chung lo việc đạo với nhau. Kẻ nào chia rẽ về sau sẽ bị đứt đầu." Tất cả đồng im lặng, trong bầu không khí nặng nề răm rắp, kính dâng lời dạy của đấng trọn lành trọn sáng, thuật theo lời của ông Lê Bá Thế. Sau đây là lời phụ bình. Định luật xưa nay cho biết, chia rẽ thì diệt vong, tự mình diệt lấy mình, chớ khỏi đợi đối phương tiêu diệt. Lời phán dạy của đức thầy dẫu trên là một bản án không hơn không kém, nó còn kêu gọi tinh thần đoàn kết, xóa bỏ tị hiềm, mà nó cũng có giá trị rất cao trên việc động viên góp phần tài bồi đạo cả. Nếu hằng ngày tâm niệm và nhất cử nhất động đều lấy đó làm phương châm, thì tín đồ Phật giáo hòa hảo sẽ làm sáng danh thầy tổ và vững vàng đạo pháp biết chừng nào. Tiếp theo, đến mẫu chuyện 79, lời dặn dò của đức thầy. Ông Út có kể mẫu chuyện lúc đức thầy còn ở tổ đình, đức thầy dắt ông Út ra cây dầu sau hè tổ đình. Đức thầy nói: "Sau này tôi vắng tín đồ tôi một thời gian rất lâu, chừng nào chết chôn không kịp tôi mới trở về." Đức thầy nói tiếp: "Lúc ấy ông hãy dùng lu máy vú để đựng nước, tôi múc nước cho bệnh nhân uống, nước gánh không kịp, múc không xiết. Tôi múc nước rưới chúng ai thì hết đó. Đây là giai đoạn tôi cứu tín đồ tôi. Sau đó tôi vắng mặt 10 ngày cho tín đồ tôi trả quả. Lúc ấy trời đất tối thui, năm chèo xuất hiện. Trên núi thì thú dữ tràn xuống ăn thịt người không xiết.
thú thì con xé con lôi, con giành con giựt ăn thôi muốn trùng. Ông Út hỏi: như vậy thì ai nó cũng ăn sao thầy? Thầy đáp: người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Đức thầy còn nói tiếp: nửa sao nước ngập tới hai cái dầu này, như vậy chết hết sao thầy? Không sao, chừng ấy văn thù Bồ Tát xuống cứu vớt. Sau đó trời đốt lửa tẩy trần, cháy lụn xuống ba tấc và đất đỏ như gạch. Sau ngày tận thế hảo mơ, Phật trời đã dùng phép màu để lập lại thượng quân. Sau đây là lời bình: mỗi một vị Phật hay vị giáo tổ lâm phàm đều có sứ mạng thiêng liêng, mà sứ mạng đó không ngoài sự cứu khổ ban vui cho chúng sanh vạn loài. Bởi vì Phật thì lúc nào cũng đầy lòng từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ. Nhưng khi có sẵn lòng bác ái dị tha, chứ không thể bôi xóa được ác nghiệp quá nhiều của chúng sanh ở vào thời cùng cơ tận pháp. Trong bài sứ mạng Ngài cho biết: ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Tuy nhiên Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, có bà mẹ nào lại muốn bỏ con phải khổ? Nhưng nếu con không nghe lời mẹ cứ làm quấy để phải tội, thì mẹ cũng không thể vinh dịch được. Cũng như trường hợp của Đức Thầy, dù rằng Ngài quá thương xót chúng sanh mà phải lâm phàm độ thế, nhưng Ngài chỉ báo trước cái khổ phải đến với chúng sanh và chỉ con đường giải thoát bằng cách là phải tu thân hành thiện. Bởi vì cứu lương nhiên chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Dạ con. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Nếu chẳng tu thân hành thiện, hoặc tu mà chẳng thiệt tâm trao sửa, thì dù Ngài có quảng đại thần thông cũng không làm sao cứu được. Huống chi đây là cơ tận diệt, cuộc diễn biến của đại tam tai, mà mình không lo tu tỉnh thì có tiên Phật nào sửa luật nhân quả cho mình được. Về điểm này, khi Đức Thầy đến khuyến nông tại Châu Đốc thuyết pháp xong, ông Diễn liền hỏi Đức Thầy: thưa Thầy, hội Long Hoa thì Thầy chọn lựa những người hiền, nhưng sao con thấy hiện giờ hung hiền lộn xộn quá, thì làm sao mà chọn? Đức Thầy nói: đến chừng đó quả đất này sẽ là cảnh hồng trần tợ biển mênh mông. Bạch Thầy, vậy hung hiền chết hết sao Thầy? Đức Thầy đáp: đừng lo, cứ tu đi, đến chừng đó người tu thật sẽ có. Văn thù Bồ Tát khi từ bi, chèo thuyền bạc giá cứu thì trần gian. Gió đưa sóng bừng loan, rước người tu niệm xê xăng vị tình. Vậy các ông hãy lo tu thật đi, thì sẽ có ngày văn thù rước, chớ lo gì. Là tín đồ ngoan đạo, ta phải cố gắng tuân thủ theo lời vàng ngọc của Đức Tôn Sư, thì lo chi Ngài Long Hoa không có mặt. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 80, con theo thầy. Vào năm 1987, tôi có đến Bạc Liêu để viếng lại ngôi nhà của bà Ký Giỏi và có dịp thăm quý bà quý cô. Lúc ấy tôi được nghe bà Ký Nhu kể lại câu chuyện như sau. Lúc Đức Thầy đi khuyến nông năm 1945, sau buổi thuyết pháp tại Tân Châu, anh em tín đồ quấn quýt quanh Đức Thầy khá đông. Bỗng Thầy đưa tay lên hỏi lớn: ai muốn theo Thầy? Tất cả đồng thinh ứng tiếng: con theo Thầy, con theo Thầy. Đức Thầy cười không nói gì hết. Bỗng 15 phút sau có tiếng Alex, tức tiếng còi báo động, vì lúc đó lộn xộn lắm. Mỗi lần có Alex thổi
thì có giặc hoặc đồng minh dội bơm. Thế nên nghe tiếng còi báo động là mạnh ai nấy chạy trốn. Lúc này anh em đồng đạo chạy tán lạc hết, chỉ còn lại bà Ký Nhu và ba bốn đồng đạo còn ngồi chung quanh thầy. Đức thầy hỏi: sao mấy bà con không chạy theo người ta đi? Cô Ký Nhu bạch: bạch thầy, chúng con theo thầy, thầy ở đâu thì chúng con ở đó. Đức thầy cười và nói: mấy bà con biết không, mới lúc nãy theo thầy đông quá, mà bây giờ có chuyện thì bỏ thầy cũng đông. Thuật theo lời bà Ký Nhu, lời bình: thật câu nói của thầy rất sâu xa, bởi biết trước là ngài sẽ vắng mặt, và khi vắng mặt ngài, các tín đồ phải chịu nhiều trận phong ba. Câu nói của thầy tuy ngắn gọn mà hàm xúc nhiều ý nghĩa. Thật vậy, nước có loạn mới biết tô trung, nhà có nguy mới hay con thảo. Thời gian vắng mặt khá dài của đức thầy là một cuộc thi cử có giá trị vô cùng. Bởi ngài vắng mặt, chớ giáo lý của ngài vẫn còn đây, thế mà cũng có nhiều người chạy đi nơi khác, hoặc gặp thời pháp nạn thì thối chí nản lòng, rồi không giữ dạ trung kiên cùng đạo cả, nỡ phụ ơn khai quá của tổ thầy, mà để mặc cho danh lợi tình quyến rũ, đành bỏ cội quên nguồn, đến khi biết mình xa hầm sập bẫy mới hối tiếc thì đã quá muộn màng. Vậy hỏi ai là người sáng ngoan và trí giác, khi đã gặp giáo lý cùng đấng từ bi nên cố gắng thi hành câu: chánh tinh tấn dỗ thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dẫu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 81. Đức thầy uống nước axit. Vào khoảng năm Tân Tỵ 1941, nhà cầm quyền Pháp dời đức thầy đến nhà thương chợ quán. Chúng ác tâm muốn ám hại đức thầy bằng cách ném đá dấu tay. Một hôm tên quan ba Pháp kêu ông bác sĩ Trần Văn Tâm mà trao ly nước axit bảo cho đức thầy uống. Ông Tâm tiếp ly nước axit đến gần đức thầy, rồi nhìn ly thuốc độc ấy có vẻ buồn vô hạn. Ông dư hiểu là không một ai có thể uống 1/10 của ly thuốc này mà sống được, nên ông không nỡ xuống tay, nhưng cũng không có cách nào cãi lệnh kẻ cường quyền. Đức thầy muốn cởi mở sự khổ tâm của ông Tâm, liền tươi cười bảo: ông đem thuốc bổ cho tôi uống đấy à? Được, cứ đưa tôi uống. Vừa nói ngài vừa đưa tay tiếp nhận ly nước axit. Ông Tâm miễn cưỡng đưa cho thầy với một tâm hồn đau khổ hiện ra nét mặt. Uống xong, đức thầy nằm ngủ một giấc, thức dậy nhìn ông Tâm và cười nói: bác sĩ cho tôi uống ly thuốc bổ khi nãy, thấy trong mình tôi khỏe quá. Ông Tâm rất đổi ngạc nhiên và kính phục ngài vô cùng. Thật ngoài sức tưởng tượng của nhà khoa học, còn đang miên man suy nghĩ thì đức thầy kêu ông Tâm nói tiếp: này ông bác sĩ, ông đi trị bệnh cho người ta, chớ vợ ông ở nhà đang mắc bệnh nan y, chẳng những ông không trị được mà các bác sĩ khác cũng đều bó tay. Thế nên tôi không nỡ uống hết mà còn chừa lại 1/4 đây. Ông cứ đem về cho vợ ông uống thì mạnh liền, chứ không sao đâu. Vì quá khâm phục đức thầy, ông Tâm liền tiếp nhận ly nước axit đem về, đứng bên cạnh giường bệnh của vợ, ông gọi: bà ơi, ngủ hay thức? Với giọng nói yếu ớt mệt nhọc, bà Tâm trả lời: thức. Thuốc đây bà uống đi. Bà Tâm vừa đưa tay nhận thì ông Tâm giật lại, với giọng nghẹn ngào ông nói: bà ơi, giữa tình nghĩa vợ chồng, từ khi bà lâm bệnh đến nay tôi cũng hết lòng lo chạy chữa, nhưng kết quả chỉ thất vọng mà thôi. Hôm nay tôi đi làm việc vừa chứng kiến cảnh kỳ lạ, bà biết ly này là ly nước gì không? Không đợi bà trả lời, ông nói: đó là nước axit. Bà Tâm lặng lẽ nhìn chồng,
để chờ nghe rõ câu chuyện. Ngừng một lúc ông tiếp: Bà biết không, hồi sáng này tên quan Ba Pháp đưa ly nước axit bảo tôi phải cho một ông đạo ở tỉnh Châu Đốc thôn Hòa Hảo phải uống, vì chúng bảo đó là bệnh thần kinh. Nhưng theo dõi ông thì tôi không thấy ông bệnh chút nào cả, chỉ thấy ông có một phong độ khả kính, những nét mặt thông minh và sắc thái vượt hẳn người thường. Ngoài những điểm ấy, ông lại làm điều việc tôi nghĩ không phải là hạng phàm tình. Bà biết không, khi ông uống nước axit vô, chẳng những ông không chết như kẻ khác mà còn cho là bổ khỏe. Và biết ở nhà mình có bệnh nan y, bảo tôi đem về cho bà uống sẽ hết. Nhìn vợ, ông bác sĩ tiếp: Ai cũng biết thứ này là thứ giết người, nhưng bệnh của bà thì tôi thấy không thể sống được, nên tôi muốn cho bà uống. May ra trời Phật nhỏ phước cho bà hết bệnh thì hạnh phúc biết bao. Vì tôi tin rằng ông đạo ấy là bậc tiên Phật thị hiện để cứu khổ cho gia đình mình. Tuy nhiên, cầm ly thuốc độc đưa cho bà, tôi thấy lòng còn lo sợ. Vậy theo ý bà thì sao? Cho tôi biết với. Bà Tâm tỏ vẻ vui tươi nói: Nếu vậy ông cứ đưa tôi uống đi, có lẽ trời Phật ban phước cho gia đình ta. Tôi uống ly thuốc này, may ra hết bệnh thì gia đình vui lắm. Còn nếu có chết, theo tôi đây cũng là cơ hội ngàn năm một thở. Chết linh hồn cũng được an vui, chứ sống làm chi mà kéo dài sự đau khổ cho thân mình và luôn cả chồng con. Nói xong, bà Tâm tiếp lấy ly thuốc đưa lên trán khấn nguyện rồi uống vào. Trong khi ông Tâm nhìn vợ với vẻ bồi hồi lo sợ, một lát sau ông hỏi vợ: Có lạ gì không bà? Bà Tâm nói: Thấy khỏe lắm, bệnh của tôi giảm nhiều rồi. Ông Tâm mừng rỡ vô hồi, rồi sau đó bà Tâm hoàn toàn lành bệnh hẳn, thực theo lời ông Lê Văn Phú. Tiếp theo đến mẫu chuyện 82, cấm thọ thực ba nhà. Theo lời ông Lê Văn Lưu, ngày 22 tháng 9 năm Tân Tỵ 1941, chính ông được nghe ông Cao Bá Hấn thuật lại. Ông Cao Bá Hấn là một tín đồ thường gần gũi với Đức Thầy, nhiệm vụ thư ký. Một hôm ông Hấn ngỏ ý hỏi Đức Thầy về vấn đề sự thế tiếp vật, phải làm thế nào cho đúng tư cách của người Phật giáo Hòa Hảo và nên giao tiếp với những hạng người nào trong xã hội. Lúc ấy đến buổi dùng cơm, Đức Thầy nghiêm nghị nhìn ông Cao Bá Hấn phán dạy: Tôi cấm ông không được dùng cơm ở ba nhà. Ông Hấn ngạc nhiên hỏi: Bạch Thầy, có biết bao nhiêu nhà trên đất này, Thầy cấm có ba nhà thì làm sao con tránh? Đức Thầy dạy: Ông nhớ nghe, ba nhà là: Một, nhà buôn bán súc vật; hai, nhà chuyên nuôi súc vật; ba là nhà làm nghề hạ bạc, chài lưới bắt tôm cá. Thời gian ít lâu sau, ông Cao Bá Hấn ghé thăm nhà một người bạn làm nghề đóng đáy, nghề giăng lưới cá ở đáy sông. Ở mãi mê trò chuyện khá lâu, đến buổi dùng cơm, gia đình dọn mâm cơm lên mời ông dùng bữa. Ông chợt nhớ lại lời thầy dạy, ông Hấn liền từ chối không dùng bữa. Thấy hành động bất thường của ông, chủ nhà ngạc nhiên hỏi: Từ trước đến giờ, mỗi lần anh ghé thăm, không bao giờ từ chối những bữa cơm thường nhật. Hôm nay, có điều gì phiền muộn, hay tôi có làm gì lầm lỗi chăng, mà anh lại từ chối với gia đình tôi vậy? Ông Hấn xua tay đáp: Không, không, tôi không việc buồn phiền, mà gia đình anh cũng không có làm điều gì tôi phật ý cả. Chẳng qua là tôi giữ theo lời thầy vừa cấm đó thôi. Thầy cấm anh thế nào? Ông chủ nhà hỏi. Ông Cao Bá Hấn đáp: Thầy cấm tôi không được ăn cơm ở ba nhà. Một là nhà buôn bán súc vật, hai là nhà nuôi súc vật, ba là nhà làm nghề hạ bạc, mà hiện nay nhà anh lại là. Chủ nhà nghe nói ngắt lời: Nếu Đức Thầy đã cấm anh như vậy, tôi không ép. Nhưng anh là tín đồ Thầy, tôi cũng là tín đồ của Thầy. Thầy cấm anh, tôi cũng phải chừa nữa chứ. Thôi anh hãy dùng với tôi bữa cơm này, tôi hứa với anh sẽ không làm nghề này nữa. Ông Hấn nghĩ biết đâu Thầy dạy mình để quá độ bạn này. Nghĩ xong, ông liền nhận lời dùng cơm với gia đình, người bạn
và ông thầm khấn nguyện Đức Thầy sẽ chứng giám cho việc làm của mình. Thật thế, sau khi bạn ông Cao Bá Hấn dùng bữa xong, ông liền đem lưới đục ra. Lưới ông bầm to bầm nhỏ, đục ông chặt bỏ ráo trơn. Xong ông xoay qua nói với ông Cao Bá Hấn: Thầy đã cấm mình không làm, mà mình để cho người khác làm, thì mình cũng có một phần lỗi lớn. Thuật theo lời ông Lê Văn Lưu. Lời bình: câu chuyện này thầy dạy ông Hấn, mà cũng là một cuốn từ để dạy chung cho tất cả tín đồ. Bởi vì trong 10 điều ác thì sát sanh là đứng đầu, và trong 5 giới, giới sát cũng là di thủ. Bởi nhà buôn bán súc vật và nuôi súc vật, cũng như làm nghề hạ bạc, đều là gây tạo nghiệp sát quá nặng nề. Nên chẳng những thầy cấm, mà Đức Phật xưa kia cũng cấm chư đệ tử không cho gần gũi và thọ thực ở nơi có tạo ác nghiệp nói trên. Đức Thầy cũng từng phán dạy: sinh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như những loại vậy. Lời thầy cấm ông Hấn không cho thọ thực ba nhà là một tiếng chuông buổi sớm để thức tỉnh những ai có duyên với thầy mà còn nặng mang nghiệp sát, hoặc nuôi hoặc mua bán có tính cách cộng đồng sự sát nghiệp. Hai là tín đồ biết nghiệp sát là một thứ nghiệp không nhỏ. Hơn nữa, người tu hành ai lại quên câu: đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ. Thế thì người chân tu lúc nào cũng trọng đức hiếu sinh làm căn bản. Ông bạn của ông Cao Bá Hấn quả là một người có thiện căn đại trí, nên vừa nghe ông Hấn kể lại liền giác ngộ rất nhanh, lại có đủ dũng lực mới thắng nổi con ma lợi mà chặt bỏ lưới đục và kết luận bằng câu: thầy đã cấm mình không làm, mà để cho người khác làm thì cũng có một phần lỗi lớn. Câu nói tuy thông thường mà hàm chứa một ý nghĩa thanh cao, rất xứng đáng là một tín đồ ngoan đạo. Thật vậy, nếu một tín đồ biết tuân thủ luật quy của thầy tổ như ông Hắn và người bạn ông, thì có lo gì không chống đạt đến kết quả thanh cao để đến nơi đầy an lạc. Tiếp theo đến mẫu chuyện 83, đức cả bao dung. Lúc Đức Thầy còn đang khắc đông, bởi tài trí vượt hẳn kẻ tầm thường của ngài, khiến cho những kẻ bán nước buôn dân sanh lòng ganh tị. Lúc nào chúng cũng coi ngài là một chướng ngại không nhỏ cho sự bán giống buôn nòi của chúng. Muốn giữ câu thiên hạ thủ di cường, nên họ tổ chức cuộc bí mật ám sát Đức Thầy, cho chúng dễ về thao túng theo hành động bất lương. Một hôm chúng mướn anh B mới 21 tuổi, với số tiền khá lớn, bảo làm sao ám sát cho được ngài. Anh B nhận lời và lấy khẩu súng nhỏ, hứa là mai sẽ thi hành. Khi về nhà, anh lộ nét mặt băn khoăn lo nghĩ. Chị B, vợ mới cưới của anh, thấy chồng có vẻ khác thường nên cứ theo han hỏi duyên do. Ban đầu y còn giấu, nhưng chị cứ hỏi nhiều lần, anh mới tỏ bài sự thật là định mai này anh sẽ ám sát ông Tư Hoàng Hảo. Vợ anh nghe rõ câu chuyện toát mồ hôi, liền than thở với chồng: anh đừng nên làm như vậy, chuyện làm đó không nên. Ông Tư Hoàng Hảo là người đức hạnh hiền từ, cứu dân độ thế, lại là một nhà cách mạng chân chánh, ít nước lợi dân. Mình ham chi số tiền thưởng dẫu lớn là bao nhiêu thì cũng xài tiêu hết, chứ việc làm tội lỗi sẽ gây ảnh hưởng xấu cho con cháu về sau mà. Chị tha thiết với chồng, nhưng anh B cứ nhất quyết còn trầy vợ: việc làm của tôi biết, bổn phận đàn bà không nên xen vào chuyện riêng của tôi. Chị cố khuyên nhủ mãi nhưng không thức tỉnh được chồng. Đêm đó chị cứ thao thức vì lo sợ việc làm tội ác của chồng sắp diễn ra ngày mai. Ngồi bên cạnh chiếc đèn dầu le lét, nhìn chồng đang ngủ say, chị lắc đầu não nụ. Đến canh ba, chị chợt nghĩ bất cứ giá nào cũng không để chồng mình giết hại ông Tư Hoàng Hảo. Rồi chị lén lấy khẩu súng nhỏ của anh tháo hết đạn ra, xong rồi chị mới yên lòng đi ngủ. Sáng ra, anh B thức thật sớm, lập tức mang khẩu súng đi thẳng lại khúc đường mà anh thấy Đức Thầy thường đi ngang mỗi sáng sớm. Chờ khoảng 30 phút, bỗng thấy Đức Thầy từ xa đi tới, chỉ một mình. Giờ may mắn đã đến, anh B chuẩn bị tư thế để ra tay. Thầy vừa đến nhìn anh B cười và khẽ nói: mới 21 tuổi
sao dám lãnh tiền đi giết mướn vậy? Không sợ quả báo sao? Nè, cây súng không có đạn đâu, vợ em đã lấy hết ra hồi khuya rồi, đừng làm bậy sẽ bị quả lớn nghe. Tôi đi tuy có một mình, chớ lính Bình Xuyên lúc nào cũng theo hộ vệ mà đông lắm, làm không được việc mà còn mắc quả nữa à. Đức thầy nói tiếp: tôi có sứ mạng dựng đạo lập đời nên em không thể giết được đâu. Anh Bê nãy giờ đứng thừ người ra như tượng gỗ, mặt tái mét không còn chút máu, vội đi nhanh về nhà, vô buồng móc súng ra coi thì không còn một viên đạn nào cả. Hỏi ra thì chị mới chịu thiệt và khuyên chồng một lần nữa. Anh Bê nói: thôi mình đừng nói nữa, tôi đã biết tội của tôi rồi. Vậy vợ chồng mình nên đến tìm ông Tư Hòa Hảo mà quy y, vì chắc chắn ngài là Phật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Thấy chồng thức tỉnh, chị Bê mừng vô hạn, vợ chồng đồng tìm đến gặp Đức Thầy để xin phát nguyện quy y. Thuật theo lời cô Võ Thị Đọc, sau đây là lời phụ bình: câu chuyện này cho ta thấy lòng từ bi của bậc đại giác thật vô lượng vô biên. Đối với kẻ giết mình mà không giận hờn, mà còn ban rải tình thương cao cả, nếu không phải là Phật thì có ai mà làm được hạnh đức này? Bởi ngài lâm phàm với sứ mạng thiêng liêng là phổ thế chúng sanh qua bể khổ. Vì lanh trần gian và định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư ba. Huống chi ngài đã từng sông đốt khói từ bi từ lũy kiếp, nên đối với chúng sanh bao giờ ngài cũng ban tình thương bình đẳng như nhau, và đã nguyện uống cho đời chén thuốc cay. Nếu khi xưa Đức Thế Tôn đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa và từ bi độ vô não, Đức Lục Tổ đã độ cho Hạnh Sương là người đến hành thích ngài, thì hôm nay từ hạnh của Đức Kim Sơn Phật cũng không hơn không kém. Vợ chồng anh Bê quả là người có túc duyên với Phật pháp, nên tuy gieo nhân đen đúa mà khi biết được đức độ cao cả của ngài, lại kịp thời giác ngộ phát nguyện quy y. Vậy chúng ta là người tín đồ ngoan đạo, phải ráng học theo gương hạnh cao cả của ngài để tiến dẫn trên bước đường tu thân hành thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện 84, chuyển điển lành. Năm Bính Tuất 1946, khi Đức Thầy ở miền Đông về Sài Gòn vận động cuộc duy trì nền độc lập vì thực dân Pháp đang thực thi chính sách tái chiếm miền Nam lần thứ hai. Một hôm được thư của Nguyễn Bình, nội dung xin Đức Thầy cho được diện kiến. Xem xong, ngài hồi âm chấp thuận và ghi rõ ngày giờ địa điểm hội kiến. Theo sự hướng dẫn trong văn thư hồi âm của Đức Thầy, Nguyễn Bình và phái đoàn đến địa điểm một cách dễ dàng. Sáng hôm ấy, khi tiếp đón Nguyễn Bình và phái đoàn đi xong, Đức Thầy phân ngôi chủ khách và trà nước đãi đàn. Nguyễn Bình mở đầu câu chuyện: thưa ông Tư, tôi có vài điểm muốn hỏi ông, vậy có điều chi sơ xuất, xin ông thứ lỗi cho. Thưa ông, theo nhận xét của tôi, kể từ ngày Pháp thuộc đến nay, đất nước ta bị ngoại xâm đô hộ, vì thế nên có biết bao tôn giáo đảng phái ra đời để mưu đồ độc lập. Họ ra đời trước nên đã gom hết phần tử tinh hoa, chỉ còn lại phần tử đều là chất phát thật thà. Đến nay ông mới ra đời thâu nhập quần chúng, như vậy quá muộn rồi. Tôi nghĩ một xưởng rèn đúc đồ có nhiều người vào trước đã lựa hết sắt thép tốt, còn lại sắt dụng ông là người tới sau. Tôi không biết ông lấy sắt dụng để làm gì. Đức Thầy thản nhiên đáp: sự nhận xét của ông rất đúng, việc ra đời của tôi phải là sao rốt, nhưng không muộn mà lại là đúng lúc. Ông có biết đâu tôi sẵn có lò nấu, tôi mới gom lại số sắt dụng này cho hết. Chừng ấy tôi sẽ đem nó vào lò nấu, lọc rồi đúc thành những dụng cụ tinh xảo hữu ích để giúp cho nhân loại. Nếu ông cứ nhìn vào quá khứ, chưa thực nghiệm hiện tại và tương lai mà vội phê bình, thì e có điều sai biệt. Qua câu trả lời gãi gọn,
đầy ý vị siêu nhiên của Đức Thầy, Nguyễn Bình và đồng bọn không thỏa mãn. Sau cuộc biệt đàm của chúng, Nguyễn Bình đứng lên hỏi tiếp: Thưa ông Tư, câu trả lời của ông làm cho chúng tôi đang thắc mắc càng thêm thắc mắc. Vậy chúng tôi xin ông có cách nào thực nghiệm để chúng tôi giữ niềm tin đây là thật? Đức Thầy từ tốn đề nghị: Nếu quý vị muốn thực nghiệm, cần phải khảo thí cấp tốc. Nguyễn Bình ngơ ngẩn trả lời: Thưa ông Tư, thế nào là khảo thí cấp tốc và ai mới có đủ tư cách dự thi? Muốn dự thi cần phải có những nguyên tắc này. Một, thành lập một ban giám khảo, mỗi bên một hoặc hai vị. Hai, cuộc thi trong thời gian 10 phút và đề thi tự do. Ba, bốn hồi kiểm đổ: A, báo tin làm bài; B, báo tin qua 9 phút; C, báo tin góp đề thi; D, chấm dứt cuộc thi. 4. Khi chấm bài và cho điểm phải được 10 điểm là xuất sắc nhất. Để tìm cách hạ bệ ông Tư Hoài Hảo, thế là cuộc thi được tổ chức tại văn phòng. Muốn chắc ăn thêm, Nguyễn Bình phát biểu ý kiến: Tôi đến đây tất cả 10 người, tôi và ông Tư làm giám khảo, còn 9 người kia thi hết cho vui. Đức Thầy mỉm cười và tỏ lời chấp nhận. Liền đó Ngài dục Nguyễn Bình: Sao ông chưa lựa bên tôi một thí sinh để vào thi, vì chính đồng chí của ông đang chờ kia? Không chút ngần ngại, Bình liền chọn một thí sinh trong số 60 người có mặt, nắm tay dắt lại chỗ ngồi. Vị thí sinh này run bần bật, khiến cho Bình không giấu được nụ cười khinh bỉ. Thì ra anh này là một tín đồ ở lục tỉnh vừa lên thăm thầy hai hôm trước và được thầy lưu lại. Anh ta quần áo lam lũ, tướng hình cằn cỗi, tóc râu lượt thượt, vẻ mặt sợ hãi. Anh nói: Bạch thầy, con có biết gì đâu mà thi. Thầy dạy sao chẳng nghe lời, hãy đến thi đi, biết gì thi nấy. Anh ta lủi thủi đến chỗ ngồi. Tất cả tín đồ đều lo sợ cho chàng thí sinh quá chất phác này mà thi với chính vị thức giả kia. Bình ngồi thản nhiên, không giấu nổi nụ cười tự đắc. Đoạn rồi Đức Thầy kéo học tủ lấy ra một mảnh giấy, một bình mực, một cây viết ngòi lá tre, trao cho tín đồ đem đến cho vị thí sinh đồng đạo. Bình cũng lo giấy viết cho đồng bọn. Đến phần ban giám khảo tuyên bố nguyên tắc thi. Đồng hồ nơi bàn chỉ 10 giờ, cuộc thi bắt đầu. Kiểm đổ lần một, thí sinh bắt tay vào việc. Bầu không khí lúc này càng sôi động hơn, vì tất cả tín đồ ở ngoài đều hồi hộp theo dõi và không ngớt lo sợ cho anh đồng đạo thí sinh của mình có đậu hay không đây. Khi ấy chính vị thức giả đang hân hoan, nét mặt thản nhiên, phát họa thi bài đủ kiểu. Duy có anh thí sinh Hòa Hảo thì khoanh tay trước ngực, mắt đăm chiêu, nhìn ra cửa, thả hồn mơ mộng vào cõi hư không. Đã 5 phút qua mà anh vẫn ngồi im trong tình trạng ấy. Trên bàn giám khảo, Nguyễn Bình đầy vẻ tự đắc, chắc thắng 100%. Khi nhìn diện mạo anh thí sinh Hòa Hảo, còn Đức Thầy thì thản nhiên hình như không có việc gì xảy ra. Đến phút thứ 6, bỗng anh chàng thí sinh ấy đứng lên, làm toàn thể mọi người hồi hộp vì sợ anh bỏ cuộc. Không ngờ anh lại ngồi xuống như cũ và giữ y tình trạng ban đầu. Nếu anh nhắm mắt lại thì trông như một nhà sư ngồi thiền. Đến phút thứ 7, anh ta đưa thẳng tay phải lên. Mọi người giật mình vì tưởng đâu anh đã đầu hàng. Ban giám khảo hỏi: Anh muốn gì? Xin thêm giấy mực. Đến phút thứ 8, anh chàng thí sinh tỏ ra rất bình tĩnh và an nhiên. Tiếng kiểm bắt đầu đổ lần thứ 2, mọi người gần như tuyệt vọng. Nhưng bất thần, anh trải thẳng mảnh giấy lên bàn, lấy bình mực đổ vào lòng bàn tay, rồi anh khoa điều lên giấy, đem gần hết mảnh giấy. Sau đó anh ta đứng lên, xếp giấy lại và mang đến bàn giám khảo để nạp đề thi. Rồi anh ta trở về chỗ cũ xem rất tự nhiên. Thế là 10 vị thí sinh hôm nay, anh chàng thí sinh chất phác này là nạp bài lên trước, còn lại 9 vị ngồi thừ ra, bởi vì chắc chắn mình sẽ thắng cuộc trước anh chàng thí sinh này, nên rất tự hào khinh dễ. Vì thế, nên khi chuông đổ lần thứ 3, chính vị mới xem lại bài của mình.
Văn sĩ thì bài văn chưa kết luận, thi sĩ thì bài thơ bát cú chỉ có thất lục cú, họa sĩ thì vẽ rồng vẽ cọp thì thiếu gạt thiếu chân. Nhưng vì nguyên tắc nên phải đem nạp bài. Góp bài xong, Nguyễn Bình đề nghị xét bài nhiều trước. Đức thầy đồng ý. Khi xét bài, Nguyễn Bình không khỏi ngạc nhiên khi thấy không bài nào được trên 5 điểm, nhưng ông cũng còn hy vọng thắng cuộc. Đến bài sau cùng, Bình lật tờ giấy xếp hai ra, thấy mảnh giấy bị bôi đen gần hết, tỏ vẻ ngạo nghễ, quay sang hỏi đức thầy: chẳng biết tín đồ của ông làm cái gì? Đức thầy ung dung nói: tôi cùng ông đều làm giám khảo, sau đề thi ông không hỏi thí sinh. Nguyễn Bình hơi sượng và gọi anh chàng thí sinh lên hỏi: tôi không biết anh làm cái gì như vậy. Ông vừa nói vừa cầm mảnh giấy đưa lên, cả hội trường xôn xao lên. Anh thí sinh nghiêm nghị trả lời: kính thưa ban giám khảo, đây không phải là cuộc thi cấp tốc với đề thi tự do hay sao? Nếu phải, sao ông không hỏi tôi làm đề thi gì mà lại hỏi tôi làm cái gì? Câu hỏi như vậy có được coi là hợp lý chăng? Lặng im giây lát, anh tiếp: thưa ông, bài làm của tôi hôm nay mang đề thi Dân Long. Dân Long nghĩa đen là mây rồng. Đề thi này có nhiều ý nghĩa, nhưng tôi chỉ trình bày vài ý thôi. Theo truyền thuyết thì rồng rất quan trọng vì là một trong tứ linh. Nhưng truy nguyên, rồng phải trải qua nhiều giai đoạn, như kể từ kiếp rắn có tu, rắn mới thành cù, cù có tu mới thành rồng, rồng nhờ tu luyện mới có thần thông. Khi bay lượn trên không, vận hành trong vũ trụ, rồng quá tường dân bao phủ, che bọc thân mình, mắt phàm phu không bao giờ trông thấy nguyên hình của rồng được. Nếu quả hình mà không quả mây che là còn khiếm khuyết, vì rồng không ở ngoài mây. Biết rồng là vật tưởng tượng, mây mới là hiện tượng, quả mây hàm xúc rồng. Ý thứ nhì, mực đen giấy trắng là hai vật liệu dành cho văn nhân thi sĩ dùng để diễn tả tâm sự của mình, và cũng là vật tượng trưng tuyệt hảo để giúp cho tao nhân mặt khách biểu lộ nhiệt tình đối với nước non vậy. Giấy màu trắng tiêu biểu cho lòng trong trắng của tiền nhân. Căn cứ vào lịch sử, trên 4.000 năm văn hiến, tổ tiên ta với một tấm lòng trong trắng can cường, hy sinh xương máu chống lại ngoại xâm để có nền móng gấm dốc hôm nay. Mực màu đen tượng trưng cho vô minh, che khuất lương tri, sinh ra sân hận thù hẹn, ích kỷ, làm điều gian ác, bán giống buôn nòi, quên mình là con cháu rồng tiên. Thế nên tôi mới mượn mực thoa đen giấy trắng. Đến đây anh thí sinh cúi đầu chào rồi lui ra. Bầu không khí rất là sôi động. Nguyễn Bình và các đồng chí của y ngạc nhiên tột độ trước một điển lành chưa từng thấy. Nguyễn Bình bỗng đứng lên thay mặt ban giám khảo tuyên bố kết quả: cuộc thi khảo thí cấp tốc hôm nay, anh thí sinh Hòa Hảo được chấm đầu với số điểm 10. Lời ông ta vừa dứt thì một tràng pháo tay vang dội, kiển đổ lần thứ tư. Nguyễn Bình và đồng chí của y đứng lên giả biệt, thuật theo lời ông Lê Văn Phú tự tho: Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, đến mẫu chuyện 85, truyền phép linh. Một buổi chiều ngày đầu năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy sau khi thăm các danh lam thắng cảnh trên ngọn núi Tà Lơn hùng vĩ, Ngài trở về xã Thới Sơn thuộc quận Tịnh Biên. Đêm nay Ngài tạm trú tại nhà bà Nhạc Mẫu ông Hương Giáo Tập, một bà lão rất hâm mộ đạo Pháp. Nghe tin Đức Thầy về đây, tất cả tín đồ quanh nhà bà lũ lượt đến nghe Đức Thầy thuyết Pháp. Có một người đứng lên cung kính bạch với Ngài rằng: bạch Thầy, mấy ông đạo trên núi thường xuyên luyện Pháp để ngày sau phò vua giúp nước, còn Đức Thầy sao không dạy đệ tử luyện Pháp như bên tiên đạo? Đức Thầy đáp: đạo Phật chỉ dạy con người tu tâm sửa tánh cho được trọn lành trọn sáng, còn Pháp thuật là tà giáo. Nếu còn ham luyện Pháp, tức là còn nuôi ốc cạnh tranh và cầu danh lợi. Phép linh cũng như con cá linh, nước vừa chớm giựt, loài cá linh này đua nhau lên mặt nước, nên phải chịu chết sớm. Thuật theo lời ông Ngô Thành Bá. Lời Bình: nhiều người đứng ngoài ngưỡng cửa của đạo Phật, không nhận xét rõ cái mục đích chính của đạo ra sao, nên họ chỉ nhìn qua loa rồi vội kết luận rằng đạo Phật là một đạo chỉ dành cho người ta gian sinh cầu đạo,
hoặc làm nhiều sự linh ứng, có tánh cách thần kỳ. Chính ông đồng đạo kể trên cũng ham linh như bao nhiêu người khác, nên mới đem chuyện phép linh hỏi Đức Thầy. Đức giáo chủ tất nhiên là đã dư hiểu tâm niệm của tín đồ mình và tâm lý chung của quần chúng, nên Ngài lột bỏ óc cạnh tranh và mê tín của con người để gọi họ trở về với chân lý. Thật vậy, chỉ có chân lý là bất diệt và có đủ hiệu năng đưa con người vượt khỏi dòng tiếp nối của sanh tử. Đó là sự trao tâm sửa tánh cho đến nơi trọn lành trọn sáng, là điều căn bản mà Ngài đã từng phán dạy. Trao tâm luyện tâm cho mình, chuyện lo niệm Phật sửa mình cho chân. Còn viết bùa phép thì kẻ tà mị làm cũng được, nên thầy ví nó như cá linh. Họ có thể hô phong quán dọ, sái đầu thành binh mà biến hóa Phật thánh vân vân. Xưa tổ U Ba Cát Đa đã vào ngôi vị tổ mà khi Ma Dương biến ra Phật còn phải lễ bái, dù rằng tổ đã bảo ma hiện cho Ngài xem. Thế mà khi chúng hiện, Ngài còn phải ngỡ là Phật đến, nhưng sở dĩ chúng thua Phật là bởi chúng không có chân lý vững chắc, cũng không có từ bi hỷ xả, cũng như chưa đạt vô lậu thần thông. Nên vì chúng ta hôm nay ở vào buổi cùng cơ tận pháp, nghiệp nặng tình dày, chướng sâu huệ cạn, trí mờ ám, lại phải đương đầu với mọi nỗi khó khăn, mắt lờ lệch, phải dò đi trên đường nhiều nẻo tẻ. Thế mà còn ham linh, ham nghiệp, sao cho khỏi sợ e má nghèo. Chẳng những nghèo bạc vàng mà đạo đức cũng nghèo. Chẳng khác nào người bị bệnh quá nặng mà không lo uống thuốc theo lời chỉ dạy của lương y, lại đi tìm tòi coi thuốc đó từ đâu có, của ai làm ra, mùi vị ngon dở thế nào vân vân, thì tránh sao khỏi chết. Bởi người ham linh có nhiều điểm tai hại chẳng nhỏ như: thứ nhất, còn cạnh tranh, mà cạnh tranh là đầu mối của danh, mà danh là một trong ba thứ trở ngại lớn của người tu giải thoát. Điểm thứ nhì là khó tránh khỏi nẻo tà, bởi bọn tà sư ngoại đạo thường dựa vào sự linh ứng mà quyến dụ ta, hoặc bỏ chánh đạo mà theo chúng, hoặc đem tiền bạc của cải mà cúng dâng cho họ. Và nhất là chúng sẽ nhân cơ hội thầy tổ vắng bóng, chúng sẽ làm một vài trò ảo thuật hoặc kỳ hạnh, rồi đoán chuyện nọ chuyện kia, và tự xưng mình là Đức Thầy trở lại, hoặc đệ tử số 1 số 2 đã được Đức Thầy sai về cứu dân độ thế, vân vân. Đã biết rõ chuyện đó nên Ngài đã từng dạy môn đồ trước lúc ra đi. Ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bốn đạo dạy thời ráng nghe. Dầu ai tại ở đoạn khác, Ngài cho biết: Phật trời đâu dùng phép linh, chỉ dùng đạo đức mặt tình ghét kỳ ương. Vậy ai là người muốn vượt bể trầm lưng để trở về nguồn chân hạnh phúc, phải nên nắm chặt giáo lý của tổ thầy, lo trao tâm luyện tánh. Không nên ham linh ứng bên ngoài, mà phải nắm chặt yếu tố căn bản. Điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, thì nhất định sẽ kết quả dễ dàng. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 86: Tu tiến chớ tu lùi. Lúc Đức Thầy ở Sài Gòn, bà Hai Quỳnh Thị Cưỡng là em thứ tư bà Quỳnh Thị Lịnh ở Tòng Sơn. Sau khi được quy y với Đức Thầy, hai bà về nhà cố gắng lo tu thân hành thiện. Hằng ngày thường xem sám giảng của Đức Thầy là một quyển kinh nhật tụng, và khi đọc đến câu chai
thì hai bà bàn tán với nhau. Bà Hai nói với bà Tư: "Dì Tư à, thầy bảo chay đến bữa ấy là quy tắc, mà mình ăn 6 ngày lại làm thêm 1 năm 3 tháng nữa, sợ e trái lời thầy có lỗi." Bà Tư nói: "Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ khi chưa quy y thì mình đã ăn theo truyền thống của cha mẹ theo Thiền Lâm. Bây giờ đã quy y với Đức Thầy thì phải ăn lại 4 ngày, chứ ăn dư sợ e có lỗi với thầy quá chị." Bà Hai ngẫm nghĩ rồi nói: "Muốn biết rõ hơn, chị em mình nên đi lên Sài Gòn trước là thăm Đức Thầy, sau nhờ Thầy dạy cho mình biết coi nên để y hay sửa lại." Bàn tán xong, vài ngày sau hai bà đến Sài Gòn. Khi ra mắt Đức Thầy, bà Tư lẹ miệng bạch: "Dạ bạch Thầy, chị em con lên thăm Thầy và nhờ Thầy dạy cho chúng con biết một việc. Nguyên trước kia chưa quy y với Thầy thì chị em con ăn chay theo Thiền Lâm 1 tháng 6 ngày với 3 tháng tam ngôn. Nay Thầy dạy ăn 4 ngày, vậy bây giờ chúng con ăn bớt lại hay là ăn luôn nhờ Thầy chỉ dạy?" Với nét mặt từ bi, Đức Thầy mỉm cười bảo: "Thuở nhỏ cô đi học lớp mấy trước nhất?" "Dạ bạch Thầy, đầu tiên con học lớp 5 Đức Thầy hỏi tiếp: "Rồi năm sau con học lớp mấy?" "Dạ bạch Thầy, năm sau con học lớp 4 Đức Thầy dạy: "Mới thì học lớp 5, sau thì lên lớp 4, rồi đến lớp 3, lớp 2, lớp nhất. Nên nhớ, càng học thì càng lên, chứ không ai học xuống bao giờ. Sự tu cũng vậy, các cô ăn mỗi tháng 6 ngày, 1 năm 3 tháng là tốt lắm, cỡ sao đổi ăn bớt lại. Sở dĩ Thầy dạy chay 4 bữa, đó là nguyên tắc đầu tiên của người sơ học. Phải tùy trình độ của họ mà cho họ tập sự theo điều kiện tối thiểu. Rồi khi trình độ giác ngộ khá lên, sẽ từ từ tiến, chứ chẳng lẽ ở một chỗ hoài sao? Nên nhớ, tu phải là tu lên, chứ đừng tu xuống nhé." Thuật theo lời cô tu sĩ Lý Mỹ Phước, con gái của bà Hai Cửu. Lời bình: các đấng cứu thế ra đời bao giờ cũng phải tùy duyên quá độ, cũng như đấng cha lành lúc nào cũng phải biết rõ cố tật của con thơ. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa khi quá độ đệ tử, trước tiên Ngài cũng dạy cho hàng đệ tử tại gia ăn chay mỗi tháng chỉ có 2 ngày, là ngày mùng 1 và ngày rằm. Nếu mà khi trình độ giác ngộ của họ tiến quá, họ sẽ phát hiện từ bi và từ từ ăn 6 hoặc 10 ngày hoặc trường chay. Đó là diệu dụng của bậc đại giác thường hành tới phương diện giác tha. Một hôm ông Cò Tào Hảo trong câu chuyện đàm luận đạo đức với Đức Thầy, ông nói: "Tôi thấy pháp môn của Ngài dạy tu giải thoát, còn bên Tam Kỳ người ta dạy tu tiên. Nhưng mà bên Tam Kỳ người ta ăn chay trường rất nhiều, còn Ngài dạy sau có 4 ngày thì làm sao giải thoát được?" Đức Thầy trả lời: "Mình là người đạo Phật rồi, sở dĩ tôi dạy tín đồ ăn chay 4 ngày, đó là quy tắc tối thiểu là 4 ngày, rồi tự nơi họ nhận thức cho rõ ràng sẽ tiến lên và chứng bậc thinh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật vô số đếm tính. Còn nếu tôi bắt người ta ăn chay trường thì người ta làm không nổi, vì họ chưa nhận thức rõ từ chỗ 4 bữa, rồi họ nhận thức được từ từ tiến lên. Cái đó mới là kết quả, còn bắt buộc sẽ không có kết quả mà." Qua câu chuyện trên, thấy rằng Đức Thầy cũng như Đức Phật bao giờ cũng tùy duyên quá độ, cũng như phương pháp tập bơi lội của các đứa trẻ. Khi nó biết lội, nó cảm thấy sợ nước lắm, nên mẹ phải dùng phao và theo sát bên nó. Đôi khi nó còn không chịu lội nữa, nhưng đến lúc lội giỏi rồi thì nó thấy ham thích. Dù không được mẹ bảo, chúng vẫn đòi tắm bơi lội. Chúng ta có phúc duyên gặp được chân lý siêu màu của Tổ Thầy, nên cố gắng tu tiến chớ tu lùi. Tiếp theo đến mẫu chuyện 87, bài Tà Hiển Chánh. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy ra đời tại Hòa Hảo. Lúc ấy tôi chưa biết gia đình của Đức ông và cũng chưa biết Đức Thầy. Gia quyến tôi trước kia thọ pháp với một vị sư tự Hai Cung ở Mỹ Luông,
cũng căn gốc của Đức Phật Thầy và Đức Cố Quảng. Bỗng nhiên một hôm Đức Thầy gửi ông Sư Cung hai quyển giảng, quyển nhất và quyển nhì. Ngày 9 tháng 4 năm Kỷ Mão, người anh tôi có bệnh rước ông Hai Cung đến nhà. Ông mang theo hai quyển giảng Đức Thầy gửi cho ông, nhân lúc trị bệnh cho anh tôi. Tôi đem ra đọc và giải nghĩa cho ông nghe. Tôi đọc xong hai quyển giảng, nhận xét chân lý, tâm hồn tôi vừa phục vừa kính mến Đức Thầy và nghĩ rằng Đức Phật Thầy Tây An tái sanh. Liền khi ấy, đêm mùng 9 tháng 11 năm Kỷ Mão, tôi cầu nguyện cửu quyền và xin phép ông Sư Cung để được đến ra mắt Đức Thầy. Rạng ngày 10 tháng 11, gặp dịp mai có người ở xóm đem vợ xuống thầy trị bệnh, tôi liền quá giang đến tổ đình. Lúc bấy giờ, sáng ngày 11 tháng 11, khi đến thầy đang thuyết pháp đến quyển giảng thứ tư, thầy ngưng lại hỏi tôi: "Mới qua Hương Quảng?" Và Đức Thầy nói luôn những chuyện ông Sư Cung, thầy trước của tôi, làm cho tôi sửng sốt. Tôi nhận thầy là một đấng tiên tri. Liền đó tôi xin phép thầy để được chép quyển tư, tức quyển Giác Mê Tâm Kệ. Khi đang chép, thầy tới lui coi tôi chép, và thầy dặn chép cho thật kỹ từ nét từ dấu, đừng để trật dấu, trật một chữ mất nghĩa một câu. Đây lần đầu tiên tôi đặt cả đức tin nơi lòng. Qua ngày 12 tháng 11, tôi trở về gia đình, trình với cửu quyền cùng thân mẫu và yêu cầu ông sư cho phép được quy y với Đức Thầy. Được sự đồng ý của gia đình và sư cung, tôi thọ giáo quy y thầy. Đức Thầy biết tất cả hình thức gia đình tôi, thầy giải rằng: "Trước kia Hương Quảng còn mê, nay tỉnh ngộ nghe lời thầy dạy, bức trần điều mà Hương Quảng làm bàn thờ chư vị ở nhà để y như vậy làm ngôi tam bảo thờ Phật. Bên hữu thờ bà Độ Mạng thì dẹp đi, bên tả thờ ông Táo cũng dẹp luôn." Thầy cắt nghĩa: "Đúng là bà Cửu Thiên, bà Chúa Tiên, thời này mấy bà đã vào hàng Phật rồi. Vậy Hương Quảng về kiếm bông qua nước lã và cầu nguyện giải như vậy. Hồi trước tôi còn mê nên thờ vậy, nay tôi quy y theo thầy, thầy tôi dạy. Nếu thật là bà Cửu Thiên quyền nữ thì chứng minh cho tôi thỉnh về ngôi tam bảo thờ chung với Phật để tôi sùng bái. Còn ai ở đây hưởng đồ cúng kiến, xin đi chỗ khác mà kiếm ăn. Từ đây tôi không còn cúng kiến nữa, trang ông Táo cũng vậy rồi dẹp." Tôi vâng lời, làm y theo lời thầy dạy. Và từ đó tôi thường lui tới viếng thăm Đức Thầy. Đến ngày 10 tháng 12 năm Kỷ Mão, tôi đến viếng thầy lối 7-8 giờ sáng. Ngày đó làng Hòa Hảo cúng cầu an tại đình thần. Đức Thầy đứng dưới mé sông trước tổ đình, bỗng thầy đi thẳng lên bước vào nhà. Thầy cười và nói: "Thật tức cười cho các ông hương chức hội tề làng Hòa Hảo hết sức." "Cười gì vậy thầy Tứ?" Đức ông hỏi. Đức Thầy chỉ xuống đình và nói: "Ông cả không thấy sao? 12 vị hương chức hội tề xúm nhau đâm họng con heo, đem ngay trước bàn thần, rồi rát nhau bận áo dài bịt khăn đóng lại con heo mà đền tội sát sanh chưa rồi, chứ thần nào chứng mà ăn." Lúc đó tôi có đứa con thứ ba, năm đó đúng 12 tuổi. Tôi có ký bán cho ông Táo một con heo, đúng 12 tuổi sẽ cúng. Tôi đã nuôi sẵn một con heo, mà định đến ngày 25 tháng Chạp năm Mẹo, đúng lời giái sẽ cúng trả lễ. Tôi đem chuyện ấy bạch với Đức Thầy. Thầy cười và nói rằng: "Phật Táo ngài làm việc với Đức Ngọc Đế, chứ không có ở dưới trần nuôi con cho chúng sanh đặng ăn thịt heo. Hương Quảng hãy đem bán con heo đó đặng chi độ trong gia đình và tránh tội sát sanh. Nếu ai đòi thì nói thầy tôi không cho cúng, thầy lãnh cho." Và thầy dạy thêm: "Không nên cúng hạn, dưng căn đổ đốt, thôi nôi đầy tháng gì hết, chỉ cúng cửu quyền thất tổ mà thôi." Nhờ ơn đức quay linh của tổ thầy, gia đình tôi từ lúc theo thầy học đạo đến nay 35 năm khỏi tốn hao cúng chè sôi, và gia quyến cũng không bệnh hoạn đau ốm chi cả. Từ đó cứ 10 bữa nửa tháng là tôi đến viếng thăm thầy. Tôi có hỏi thêm nhiều chi tiết về ăn chay, thầy dạy:
ăn chay 4 ngày, còn ăn 6 ngày hoặc 10 ngày cũng được. Thầy dạy 4 ngày là những người chưa từng chay lạc, nên thầy dạy 4 ngày cho hạng người ấy để tập ăn, còn ai dùng nhiều được thì tốt. Về việc niệm Phật, tôi bạch với đức thầy, được thầy dạy chữ lục tự trì tâm bất diệt. Tôi hỏi tiếp, khi đi tiểu ở trần có niệm Phật được không thầy? Đức thầy cười và nói rằng, hương quản đi tiểu, đi cầu vẫn niệm Phật được. Đó là hương quản tưởng Phật, chứ không phải hương quản rủ Phật lại mà có lỗi. Ngoại trừ khi gần gũi vợ chồng niệm không được, thuật theo lời ông Quỳnh Hữu Hạnh. Lời bình: đức thầy dạy ông Quỳnh Hữu Hạnh, tức hương quản chí, nên dẹp sự thờ cúng lễ mễ theo lối dị đoan, mà cũng là lời khuyến cáo chung cho tất cả hàng môn đệ, hay nói một cách khác là một tiếng chuông đánh thức những kẻ mê mờ chưa hiểu rõ chân lý. Bởi vì đấng vô hình chân chánh thì không ăn của hối, kẻ tà ma thì ta không nên phượng thờ, mà chúng sẽ ăn quen rước họa cho gia đình ta. Thế nên người chánh tính tâm hồn lúc nào cũng được tự tại an nhiên. Nếu mình tự xưng là tín đồ còn chấp nhận sự phụng thờ hoặc cúng kiến phiền phức, sẽ lạc vào nẻo tà, không thể được mở mang trí huệ và khó thoát khỏi lưới ma. Ta hãy nghe lời từ huấn của đức tôn sư: còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 88, trái bí đao. Năm Kỷ Mão 1939, tại Cù Lao Ba, xã Vĩnh Trường, quận An Phú, Châu Đốc, có một tín đồ cao đài tên là Hai Tạo. Ông có người vợ tên là Ngơ, thọ bệnh rất nặng, đã điều trị nhiều thầy mà không thuyên giảm, cả bác sĩ cũng chạy luôn. Lúc ấy có ông Năm Công là người ở cùng xóm, mới chỉ cho ông biết rằng ở Hòa Hảo có ông Tư trị bệnh hay lắm, nên chở bà Hai xuống đó mai ra tặng mạnh chắc. Nghe lời ông Năm Công, ông Tạo cùng con gái là cô Thiêu và bà Thái Thị Quý, tự là Hai Giáo, là cháu gọi ông Hai Tạo bằng chú, chở bà Hai Tạo ra đi. Khi đến tổ đình, ông Tạo liền lên ra mắt và nhờ đức thầy cứu độ vợ ông. Đức thầy bảo ông xuống sông múc xuôi theo dòng nước cho bệnh nhân uống, rồi đức thầy buộc dây chuối cả hai tay lẫn chân cho người bệnh, thì bệnh nhân được thuyên giảm đôi phần. Ngài lại bảo thêm, nếu muốn cho bệnh nhân mau hết thì hãy đem 3 món đồ hiện có nơi đây liền bỏ xuống sông, thì bệnh sẽ hoàn toàn dứt hẳn. Lúc ấy đức thầy nhìn ngay cô Thiêu, vì cô ấy có đeo 3 món đồ: một là sợi dây chuyền, là một chiếc đồng hồ và một cái khâu, thải đều bằng đồng cả, song thời ấy rất có giá trị. Vì thấy cô Thiêu tiếc của còn mãi chần chờ, nên bà Hai Giáo khuyên cô nên vì chữ hiếu mà làm cho mẹ sớm bình phục. Cô Thiêu liền mở 3 món đồ ném xuống sông. Khi ra về, đức thầy bảo thêm, chỉ cần một trái bí đao, một ít đường phèn, nước mưa nấu cho bệnh nhân uống sẽ mau bình phục. Trên đường về từ sông Tiền Giang tới sông Hậu, vượt qua nước xoáy Dàm Nao hướng Châu Đốc chừng vài 10 thước, bà Hải Giáo bơi mũi trông thấy trái bí đao trôi trên mặt nước, liền vớt, nhưng bị trật đi. Cô Thiêu phía sau vớt được và để sao chót lái xuồng. Khi đến nhà, mọi người phân chia công việc, kẻ kiếm nước mưa, người kiếm đường phèn, còn cô Thiêu lo xẻ gọt trái bí đao. Khi xẻ trái bí đao ra, cô Thiêu xanh mặt vì 3 món đồ của cô đã liệng xuống sông Hòa Hảo, nay lại nằm trong ruột trái bí đao. Lúc ấy mọi người nghe chuyện đều ngạc nhiên và kính phục sự quyền diệu của đức thầy. Còn bệnh nhân sau khi đã uống thuốc xong ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì trong mình bình phục hoàn toàn. Nhờ cảm kích ân đức của đức thầy đã cứu bệnh và khâm phục diệu dụng thần thông cùng lời thuyết pháp di diệu thầm thâm của đức thầy, nên bà Hai Giáo âm thầm phát nguyện quy y theo Phật giáo Hòa Hảo. Sau đó bà có thỉnh được một quyển sám giảng của đức thầy, nên bà hoan hỷ đem giới thiệu cho chú bà là ông Hai, vốn sẵn lòng cảm kính, nên khi đọc qua sám giảng, cả gia đình ông Tạo đều công nhận đức thầy là một vị Phật sống tại thế. Do đó
cả gia đình ông cùng một số thân thuộc khác đồng nguyện quy y theo Phật giáo Hòa Hảo cả hình thức lẫn tinh thần. Mẫu chuyện này do bà Hai Giáo là người trong cuộc kể lại. Lúc trước bà ở Cù Lao Ba, hiện nay bà ngụ tại ấp Long Châu, xã Thạnh Mỹ Tây, quận Châu Phú, tỉnh An Giang. Lời bình: câu chuyện này cũng như nhiều câu chuyện khác, mục đích chính của Đức Thầy là giải đạo để cứu đời. Nhưng đối với kẻ ít căn lành, Ngài cũng phải dùng phép nhất quán lợi hành để độ họ. Cho nếu không dùng quyền diệu của tiên gia mà độ bệnh, thì họ sẽ không có dịp cảm kính ân đức, cũng đâu có dịp được thấm nhuần pháp vụ. Vợ ông Tạo được mạnh, tuy là quý, nhưng đâu bằng cái quý của người đã gặp Phật Pháp và phát nguyện quy y tu hành. Cứu bệnh chỉ là giải cái khổ nhất thời, còn tu hành thì mới giải được cái khổ triền miên nhiều đời nhiều kiếp. Đức Thầy đã ra đời như dần thái dương rọi tan đám sương mù. Dù đối với kẻ độn căn hay lợi trí đều được nhường gọi đức ân, thật phúc duyên thay cho những ai là những người sanh vào đời mạt hạ mà được gặp giáo pháp của tổ thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 89, thể hiện từ bi. Hồi Đức Thầy còn ở Sài Gòn, ông Năm Lửa tức Trần Văn Soái thường gần gũi Đức Thầy, lo vũ mùng vũ chiếu để tạo công đức. Bữa nọ ông Năm dạch trong cái gối tái bèo của Đức Thầy nằm, thấy ba con rệp cắn máu no tròn. Ông đem ra giết hết ba con. Tay giết, nhưng miệng ông còn nói: cắn, cắn, cắn. Tối lại Đức Thầy về, vừa nằm xuống thì Ngài giật mình ngồi dậy và bảo: ông Năm, ông Lửa đâu? Ông Lửa: dạ. Và đứng khoanh tay. Thầy nói tiếp: con rệp nó cắn tôi chứ nó cắn ông sao mà ông giết nó? Tôi nói cho ông nghe là con rệp nó cắn tôi chứ không phải cắn ông à. Lúc đó ông Năm không nói gì. Qua bữa sau, khi ông vũ mùng cho Đức Thầy cũng thấy ba con rệp cắn no tròn như hôm qua. Lúc bấy giờ ông không giết như lần trước nữa. Ông mới nghĩ trong tâm rằng: chắc mấy người trong nhà mép với Đức Thầy. Nghĩ xong, ông mới lấy cái chung bắt ba con rệp bỏ vào, bịt miệng lại và rình coi không có ai, mới đem ra bỏ sau đồng phơi nắng. Sau đó Đức Thầy về, tối lại mới vừa nằm xuống thì Ngài cũng ngồi phắt dậy và kêu: ông Lửa! Ông Lửa chạy lại khoanh tay: bạch thầy cứ con chi? Tôi đã nói với ông là con rệp nó cắn tôi chớ cắn ông sao mà ông giết nó hoài vậy? Lần trước thì ông giết người ta một cái chết tốt còn đỡ, lần này ông đem người ta phơi nắng, thật tội nghiệp cho chúng nó quá. Đức Thầy nói vậy rồi thôi cũng bỏ qua. Đến ngày sau, chiều lại ông Năm cũng vũ mùng như thường bữa. Hôm nay thì ông gặp ba con rệp máu no tròn như bữa trước. Ông lấy làm lạ lùng vô cùng, ông mới nói: được rồi, bữa nay tao cho mày cắn nghe. Ông nói vừa dứt thì ông há miệng bỏ ba con rệp vào trong miệng nuốt tốt và lẩm bẩm: mày vô trong bụng của tao cắn đi. Tối lại cũng y như hai lần trước, Đức Thầy vừa nằm xuống thì ngồi dậy mà kêu ông Năm Lửa: ông Năm Lửa đâu, ra biểu coi. Ông Năm ra, Đức Thầy mới nói: chà, lần trước thì giết, lần kế thì phơi nắng, rồi bây giờ ông nuốt luôn. Ông uống thuốc này chắc là mạnh dữ à. Lần sau chót này, Đức Thầy lại vui chứ không rầy như hai lần trước, vì thấy ông Năm Lửa quá tôn kính Đức Thầy, thuộc theo lời bà ký giỏi. Lời bình: ai cũng biết ông Năm Lửa trước kia là một tay ngang dọc lẫy lừng, bình sanh ông không hề khuất phục một ai. Ông tên là Trần Văn Soái, mà tánh quá nóng nảy nên người ta kêu gọi thành danh là Năm Lửa. Sau khi quy y với Đức Thầy, vì quá kính phục đức độ cao cả của Ngài nên nguyện theo bên cạnh Ngài và sớm hôm hầu hạ. Tuy đã được Thầy chỉ dạy không cho sát giết mà mang nhiều tội lỗi và mất đức từ bi, nhưng bởi thương kính Thầy nên ông nóng ruột vì ba con rệp cắn Thầy mình. Tuy biết lòng thành kính của đệ tử như vậy, nhưng Ngài vẫn rầy ông Năm Lửa, bởi vì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là mỗi chúng sanh đều có tánh Phật, nên lúc nào Ngài cũng không muốn chúng sanh phải chém giết nhau, mạnh hiếp yếu,
khôn lấn dại. Có lần ở Bưng Biền, vì thấy mũi cắn Đức Thầy quá mà Ngài chỉ đuổi chứ không đập. Anh em tín đồ thấy thế, đợi đến lúc Thầy ngủ, các ông lén đập mũi cho Ngài, bị Thầy quở và dạy. Ai biểu các ông làm vậy? Nó nhờ máu người mà nó sống. Nếu ta không cho thì đuổi đi. Hơn nữa nó cũng có Phật tánh, nó cùng ta không khác. Nhưng sở dĩ nó chưa bằng là vì nghiệp còn nhiều. Vậy lòng từ bi chúng ta sẵn có, ta cấm các anh em chẳng nên đánh đập chúng nó mà mang tội lớn. Cao quý thay lòng từ bi của bậc đại giác, bao giờ cũng ban tình thương của tâm từ bi và bình đẳng. Dù loài vật nhỏ vẫn yêu thương không nỡ sát hại, chúng ta hôm nay nên cố gắng noi theo đức độ cao cả của Ngài mà tế nhân độ vật, để nuôi lớn từ tâm, hầu có tăng cao công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 90, rủa con. Ở Phú Thuận có hai vợ chồng người nọ đem một người con gái lối 18 tuổi đến cho Đức Thầy trị bệnh. Thầy dòm người con gái nói: tại sao lại hại người ta thế? Người con gái rất lanh trả lời: cha mẹ tôi gả vợ cho tôi lâu lắm rồi chứ mà, chớ nào phải tôi dám làm ngang. Đức Thầy nói với cha mẹ người con gái: tại bà tất cả, lúc con này 7 tuổi bà có rủa đồ Hà Bá đéo, cho nên thần Hà Bá dưới sông như vậy mới nhập vào con bà từ đó đến nay. Sự việc làm cho bà này chứng hững, vì con bà cũng bắt đầu sanh men mét từ đó đến giờ. Đức Thầy khuyên bà từ nay trở về sau chẳng nên rủa con nữa, nên đem lời hiền lành mà quá chúng. Rồi Ngài quay sang đứa con gái nói: thôi, người ta đã ăn năn rồi, ngươi phải trở về chỗ cũ, từ nay đừng làm chuyện sằng bậy nữa. Vừa nói, Ngài vừa ngậm nước phun vào mặt, tức thì người này té ra, dày lâu tỉnh lại và nói chuyện tỉnh táo như thường. Cha mẹ người này cảm ơn rối rít. Đức Thầy khuyên: ông bà nên ăn chay, niệm Phật và làm lành. Nam mô A Di Đà Phật. Lời bình: nhiều người không rõ tai hại của khẩu nghiệp, nên mỗi khi tức giận thì họ kêu mời cõi âm mà trù rủa. Người phụ nữ trên đây cũng ở vào trường hợp đó, nhưng đến khi đau ốm thì khóc than khẩn vái cúng kiến tà ma, vì thấy chúng sanh lầm lạc như thế nên Đức Giáo Chủ từ bi phán dạy: khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Từ khi nghe được những lời từ huấn của Ngài, người ta mới biết được sự tai hại của khẩu nghiệp mà chừa bỏ rất nhiều. Câu chuyện trên cho ta thấy rõ, người không biết giữ gìn khẩu nghiệp thường buông lời nói ác, hoặc kêu mời cõi âm mà khiến sai mời thỉnh, chẳng những mang tội ác khẩu mà còn gặp lắm tai họa cho gia đình mình. Chừng đó mới hối tiếc khóc than thì ôi thôi, đã quá muộn màng. Ta hãy nghe lời từ huấn của Đức Tôn Sư: lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoạn chánh hiện từ, tất thiện thì thường có phước dư, bằng tất ác quả ưng đều. Tiếp theo đến mẫu chuyện 91, đi tìm Phật. Năm 1966, tôi được thụ huấn khóa đào tạo giảng viên truyền bá giáo lý trung ương tại thánh địa Hòa Hảo. Bỗng được tin cô ký giỏi về viếng tổ đình, vốn sẵn tánh hiếu kỳ, tôi muốn được biết cô ký, vì tôi nghĩ cô chắc có nhiều duyên phước lớn mới được theo hầu Đức Thầy và được Ngài quan lâm đến ngủ tại nhà trong thời gian truyền đạo, và nhất là muốn được nghe cô kể chuyện bên Thầy, mà lúc nào tôi cũng khao khát được nghe. Ý đã quyết định nên chiều hôm ấy tôi rủ vài bạn nữ khóa sinh cùng đi và định nghỉ đêm tại tổ đình cùng cô ký để nghe cô kể chuyện. Khi đến nơi,
Chúng tôi chào hỏi, cô cháu được biết nhau trong bầu không khí vui tươi. Tôi nói: Thưa cô hai, chúng con từ trước đến nay nghe tiếng cô nhưng chưa gặp mặt. Hôm nay mới được biết cô. Thưa cô, chú cháu là kẻ sinh sao nở muộn, rất khao khát biết được những mẫu chuyện chung quanh đức thầy. Mà cô là người có nhiều duyên phước được hầu thầy. Vậy tối nay chúng cháu xin ở đây một đêm, nhờ cô kể cho chúng cháu được nghe những mẫu chuyện suốt thời gian cô được theo thầy. Cô ký tươi cười đáp: Ờ được, mấy cháu ở đây đi, cô kể hoài cũng được nữa. Tưởng gì chứ kể chuyện bên thầy cô sẵn sàng lắm. Thế là sau thời cúng tối, tôi bắt đầu đặt câu hỏi với cô hai, giống như một nhà phóng viên đi tìm tin tức cho báo chí. Mở đầu câu chuyện tôi hỏi: Thưa cô hai, chúng cháu muốn biết nguyên nhân gì cô ở Bạc Liêu mà sớm được gặp đức thầy để quy y? Cô cười nói: Ờ, để cô kể cho các cháu nghe, kỳ diệu lắm cháu ơi. Đâu phải khi không mà cô được gặp thầy và quy y đâu. Cháu biết không, cô là dân Tây, đâu có phải dễ gì tin Phật Pháp mà tu. Một bữa nọ cô nằm mộng, thấy cha cô về rầy cô và nói: Phật đã xuống thế rồi mà sao con không chịu tu? Nè, cha cho con biết, nếu cứ mãi mê danh lợi thì sao khổ đừng than trách, ăn năn cũng chẳng kịp nghe con. Phật xuống thế kỳ này là cơ tận diệt, nếu không tu thì vĩnh kiếp chịu đọa nghe con. Nếu không tu là đại bất hiếu nha con. Cô bị cha rầy quá tai, cô khóc nức nở và nói: Thưa cha, con biết Phật ở đâu mà tìm, tu làm sao mà tu? Cha cô nói: Con đi theo cha sẽ gặp Phật. Thế là cô đi theo cha cô đến một cảnh giới xinh đẹp, nhất là một hồ sen rất to. Dưới hồ có rất nhiều hoa đua nở, chính giữa hồ có một hoa sen thật lớn, có hào quang sáng rực, lại có một người tướng mạo xinh đẹp đứng trên đó. Cha cô nói: Này, con hãy nhìn cho kỹ, vị đang đứng tại hoa sen lớn đó là vị Phật đã giáng thế tại Việt Nam rồi đó con. Con nhớ tìm cho được vị này mà quy y, nhìn kỹ nghe con. Cô dạ dạ và chăm nhìn từ đầu tới chân. Khi tỉnh giấc, cô rờ biết mình đã khóc ướt gối và kể lại cho ông ký nghe, xin ông để cô đi tìm Phật. Vốn sẵn có duyên lành nên ông ký chấp thuận. Thế là sáng ra cô kêu tài xế lái xe chở cô đi tìm Phật. Cô nghĩ chắc Phật thì ở núi, thôi mình đi cạnh núi. Con đường đi từ Bạc Liêu dài lên, đi tới đâu cô cũng hỏi thăm chỗ nào có vị linh thính hoặc kỳ hạnh, cô đều đến gặp mặt, coi phải là vị Phật mình được trông thấy trong mộng không. Trải qua 3 ngày, cô đi tới Châu Đốc. Có người chỉ ở Tân Châu có ông đạo linh lắm. Cô không đi núi, liền cho xe đi thẳng về Tân Châu. Khi đến nơi gặp ông đạo đó cũng không phải, lòng cô buồn bã lắm. Hỏi thăm thì người ta chỉ ở Hòa Hảo có ông đạo còn trẻ mà sáng suốt, có nhiều điểm đặc biệt thoát tục. Nghe đến ông đạo này, cô thấy lòng mừng khấp khởi và nôn đi tìm coi có phải không. Ghé chợ mua một ít trái cây rồi đi thẳng tới Hòa Hảo. Khi xe gần đến tổ đình khiến cô không ngồi yên, như mình sắp gặp cha mẹ chết đi sống lại. Gần tới chợ Mỹ Lương là cô ngồi ló đầu ra ngoài để tìm kiếm. Có lẽ đức thầy đã biết nên ngài ra đứng tại cửa ngõ, đưa mắt nhìn ra đường. Bỗng cô hô lên cho xe ngừng lại vì đã gặp đức thầy, người mà cô đã thấy đứng trên hoa sen trong mộng. Cô bước xuống xe làm lễ thầy, được thầy nghiêng mình đáp lễ. Lén nhìn thầy từ đầu tới chân, quả đúng rồi, vị Phật mà mấy ngày qua cô hằng tìm kiếm. Cô khóc nức nở, dù ráng kềm cũng không được. Cô khóc thật lớn và tủi tấm tức, làm cho chú tài xế và mấy người chung quanh chẳng biết sự việc gì. Biết mình là vợ một thầy ký mà khóc ôm sòm như con nít cũng quá kỳ, nhưng không làm sao nín được. Cô phải ôm mặt chạy tốt vào nhà bếp, nhưng vẫn khóc càng lớn hơn. Đến nỗi bà cô, nội tổ của đức thầy ở nhà trên cũng nghe, nên bà hỏi: Ai làm gì mà khóc dữ quá vậy? Đức thầy cười nói: Cháu ông Lưu ạ.
Rồi Đức Thầy bước xuống nói: Thôi chớ khóc hoài sao? Con ơi, tự nhiên cô nín dứt như kè, liền đi rửa mặt và ở lại đây mấy ngày để nghe pháp và quy y, thuật theo lời cô Võ Thị Đồng. Tiếp theo, đến mẫu chuyện 92. Theo bầy mới sống, tại miền Đông, nhà ông Tư Đức vào một ngày cuối năm 1946. Khi dần dương vừa ngã nghi sau đỉnh núi, tại đây có một bầy vịt ước chừng vài chục con, sắc lông trắng ngà, kéo nhau đi ra bờ sông. Trong bầy vịt đang đi, thình lình bỗng có hai con ngã lăn ra vì bị gió đập. Bây giờ Đức Thầy hiện diện nơi đây, Ngài bước tới chỗ hai con vật mắc bệnh kia, rồi lấy tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng chúng. Hai con vật từ từ đứng dậy, Ngài đưa tay nâng lên và đẩy nhẹ chúng nó đi. Hai con vịt nhờ vậy chạy theo, nhập bọn với đàn vịt vừa đi phía trước. Đức Thầy đứng dậy, lúc ấy có sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Hiệp. Ngài phán rằng: Vịt nhờ nương bầy nên mới sống, nếu đứng riêng thì nó đã chết rồi. Thuật theo đuốc từ bi. Sau đây là lời phụ bình. Điểm trước tiên, chúng ta nhận thấy nơi đây một sự quyền diệu mà buổi đầu độ bệnh cho nhân dân, Đức Thầy thường áp dụng mật giáo. Kế đến ta thấy Ngài cho ta một bài học đoàn kết thân ái với nhau mà nhiều nơi kinh giảng Ngài thường nhắc lại. Lòng trẻ thảo biết đoàn, biết cơ kết phi sắc phàm, mê mệt ở đâu này. Ở đoạn khác, Ngài kêu gọi: Anh em lớn nhỏ hoài về, hiệp nhau một khối chớ hề phân ly. Trong bài Thu Đà Cuối, Ngài cho biết: Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực của dòng đánh thức bốn phương, chân hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 93. Một bài ngụ ngôn. Vào buổi mai, vừa nhén màn sương lạnh của ngày tàn đông năm Kỷ Mão, mấy chậu kiển khóm qua trúc nơi Kim Sơn Tự đều có vẻ thơ thới, nhất là cây quỳnh mai trên mỗi cành ôm đầy ấp những nụ vàng như cười tiễn tiếp đông thiên và sẵn sàng chờ đón mùa xuân bước tới. Đức Thầy dừng chân giữa sân hoa, Ngài vừa nhìn kiển vật vừa trầm ngâm suy tư. Bên đường là người qua lại tấp nập. Bỗng Đức Thầy chú ý đến toán người vừa lướt nhanh qua cổng ngoài. Trên tay họ hoặc mang hoặc xách những chiếc bội đương rất mỹ thuật, với những chú gà ngoài cắt lông cạo cửa trông rất quay phong. Chúng cất lên những tiếng gái hắn độ, ý chừng muốn ăn tươi nước sống đồng bài chúng, hoặc vừa nghe tiếng gái, hoặc vừa trông thấy được bồng ẩm trên tay của người đồng hành bên kia. Cảm xúc trước cảnh ấy, Đức Thầy đọc lên một bài thơ tứ tuyệt: Gà cổ coi vậy thiệt là ngu, nói giống không thương lại quán thù, thiên thức cao đầu làm mắt lạ, chim đầm ngâm đọc xong bài thơ, Đức Thầy trở lại nơi phòng tiếp tục công trình hoằng pháp. Sau đây là lời phụ bình. Trên đây là một bài ngụ ngôn không hơn không kém. Nếu khi xưa Phan Văn Trị đã làm bài ngụ ngôn dịch cá lia thia để dụng ý chê trách những người vì lo vì đai mà mãi miệng nịnh với thực dân pháp để trở lại buôn nước hại nòi, thì ở đây Đức Thầy cũng đem câu chuyện
gà nhà bôi mặt đá nhau. Mà ngụ ý khuyên can những ai vì lợi quyền, vì ích kỷ mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý, để đến phải trở mặt thù hằn, ganh ghét lẫn nhau. Chỉ vỏn vẹn 28 chữ những câu thơ trên, quả là lời thuyết pháp, thuyết về lòng nhân không hiếu sát, thuyết về si mê không biên kiến, nhẫn tâm sát hại lẫn nhau, thuyết về lòng người tráo trở, xoay lưng sắp mặt với đồng loại. Nhìn vào tấm gương quen hố mà loài gà trống đã thể hiện, loài người nên tránh xa, suy nghĩ ít vẫn thấy hay. Mà càng ngẫm nghĩ thật nhiều thì cái ngụ ý của Đức Thầy càng cho ta một bài học thâm trầm biết mấy. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện 94. Quy y thì phải làm y. Năm Canh Thìn 1940, một ngày đẹp trời, quần chúng đến yết kiến Đức Thầy rất đông. Họ sắp hàng nhau, kẻ đứng người ngồi, tụ họp đầy trước đường ở tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Lời của Đức Thầy trong sáng, hấp dẫn lạ lùng, khiến mọi người chăm chú như say sưa. Bỗng một đoàn phụ nữ khoảng 20 người từ ngoài tiến vào, vái chào Đức Thầy, rồi xếp hàng chen vào đám đông này. Đức Thầy hỏi: các bà từ xưa đến đây hẳn là mộ đạo và chắc có quy y. Một bà đứng tuổi cúi đầu nhỏ nhẹ thưa: bà thầy, chúng con đã quy y đạo Phật, mong theo Phật để tu hành. Đức Thầy đã: được lắm, biết đạo là quý, nhưng từ trước đến nay phần đông quy y là chỉ để y không làm theo. Bây giờ quy y thì phải làm y. Mấy bà nên sửa mình, trao tâm và niệm Phật. Rồi Đức Thầy nói thêm: việc niệm Phật phải cho bền, phải niệm niệm tùng tâm khởi niệm sáu chữ Di Đà, đi đứng nằm ngồi đều tưởng niệm không quên. Bữa củi, giả gạo, xách nước, nấu cơm đều niệm được cả, thuật theo đúng từ bi. Sau đây là lời phụ bình. Hai chữ quy y đã có từ thế kỷ thứ 6, và người quy y từ xưa đến nay không số đếm tính cho hết được. Nhưng phần đông người ta thường quy y rồi cứ để y, chứ không hề cải sửa. Để ý thức chung cho quần chúng, Ngài nói với quý bà tín nữ như trên, cốt để cho chúng ta biết sự tu hành là do ở chỗ trao tâm, sửa tánh và chuyên nhất niệm Phật. Ngài dạy: Nam mô A Di Đà Phật. Sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Ở một đoạn khác, Ngài dạy: ráng trì tâm tưởng niệm căn thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Diệt cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Nếu quy y mà cứ để y thì dù trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng được thành. Bởi muốn cho tín đồ biết được ý nghĩa của chữ quy y mà những tâm trao sửa, nên Ngài đã viết ở một đoạn khác như sau: quy y đầu Phật là nín nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo và dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá chánh lời, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Chúng ta là người học đạo, muốn khỏi khổ luân hồi, tiến triển trên con đường giải thoát, lúc nào cũng cúi đầu tuân thủ lời thánh huấn của tổ thầy, mới khỏi uổng công cửu quyền đợi trong nơi chính xuống. Tiếp theo đến mẫu chuyện 95, Ngài Thầy trở lại. Bà Úc có kể mẫu chuyện như sau: lúc Đức Thầy còn ở tố đình, có lần Thầy qua nhà ông Úc, lúc đó có đủ mặt. Ông Úc bảo Đức Thầy nói: sau này có thời gian tôi xa vắng tín đồ tôi, không một ai biết tôi ở đâu mà tìm,
làm cho tín đồ tôi phải buồn tủi lắm. Nhưng đó chẳng qua là một cơn thử thách thôi. Đức Thầy nói tiếp, ông Út bảo biết không, lần trước họ bắt tôi không cho họ bắt. Nhưng lần sau tôi đến cho họ bắt. Lúc đó tôi dùng quá thân cho họ bắt tôi. Từ đó làm cho tôi xa vắng tín đồ tôi luôn. Ông Út hỏi, rồi thầy về không thầy? Đức Thầy đáp, về chứ. Nhưng ông nên nhớ là tôi sẽ về nguyên xác cũ. Nghĩa là đi xa về vậy, chứ không có gì thay đổi. Ông Út hỏi, như vậy thầy về luôn hay sao thầy? Đức Thầy đáp, không. Tôi chỉ về một thời gian ngắn để sắp xếp công việc rồi đi nữa. Mà tôi báo cho Út bà Út hay, khi tôi vắng mặt rồi, ở nhà có chư thần ghi chép hết các việc làm không sai một mãi. Khi tôi về thì các ông đem làm sổ, cuốn nào cũng lấy dày cộm. Kẻ nào chân tu, kẻ nào giả tu, giữ giới hay không giữ giới, hung ác hay lương thiện, đều được ăn kết kỹ lưỡng hết. Khi tôi xét bộ xong rồi mới niêm yết lại, từ đó về sau không còn ăn năn sám hối được nữa. Nhưng tôi về chỉ 7 ngày là phải vắng mặt nữa. Ông Út hỏi, sao thầy về mau quá vậy thầy? Ông Út hỏi tới đây, Đức Thầy lộ sắc buồn, châu đốn mày nói, vì lúc đó là thời kỳ của năm chèo nổi lên sát phạt nhân sanh, chết vô số kể. Nếu tôi ở lại thì làm sao khỏi động lòng, mà ra tay bắt nó sớm thì sẽ có tội với thiên đình, nên phải vắng mặt để nó trị cho hết người hung, rồi mới trở về mà thâu nó. Đức Thầy nói tiếp, khi năm chèo nổi lên, không phải nó nuốt riêng một nước mình nghe Út bảo, mà các nước cũng bị nó nuốt nữa. Nếu là người hung thì đều bị nó nuốt tất cả, còn người hiền thì ở đó nó cũng chẳng làm gì, mà tu hành như bà Út đây thì đứng coi chứ có sao đâu. Còn người hung thì chư thần lôi cổ lại cho nó nuốt, đến khi nó no thì nó cắn rẫy bỏ, cho đến khi máu chảy thành sông thấy trôi lên nữa. Chừng đó ai muốn vớt hay thì cứ xuống ngang chợ mới mà vớt. Lúc đó 18 nước thấy vậy đem bom to, súng lớn, đại bác, thần công, máy bay, tàu chiến đến để trừ nó. Nhưng đâu trừ được, bởi nó có phép thần thông. Nên khi cường quốc đem vũ khí tối tân đến, đều bị nó phun lửa cháy hết. Rồi nó còn dùng phép bay lên hư không, phun lửa đỏ trời, làm cho các nước đều kinh sợ. Bây giờ họ mới hội kiến với nhau để tìm phương trị nó, nhưng tất cả đều bỏ tay. Cuối cùng họ mới đặt bàn cầu nguyện nhờ Phật trời cho có một bậc đức rộng tài cao ra tay cứu thế, chứ họ thì phải chịu đầu hàng. Lúc đó tôi mới đi trên mặt nước mà trở về hỏi các ông cường quốc, sao các ông có còn cách nào để trị nó nữa không? Các cường quốc 18 nước đồng đứng lên nói, thưa ngài, chúng tôi không còn cách nào để trị nó nữa. Đức Thầy nói, nếu vậy thì các ông đứng qua một bên đi, để tôi thâu nó cho. Còn năm chèo từ khi gặp Đức Thầy về, nó đã lặng mất, không còn tâm dạ. Dùng thần thông kêu lên một tiếng, tức thì nó nổi lên. Từ thân hình to lớn dị thường, nó rung mình một cái, bỗng biến ra nhỏ lại, và không phải là hình con sấu năm chèo, mà là một con lông mã. Con lông mã liền chạy tới trước mặt Đức Thầy, quỳ hai chân trước xuống. Con lông mã này trên lưng có hàm ấn rõ ràng. Khi đó thầy lên tinh cởi nó, lông mã liền chạy đi biểu diễn, ban đầu trên mặt đất, kế chạy trên mặt nước, sau cùng chạy lên giữa hư không như ở đất liền. Sau đây là lời phụ bình. Ngược dòng sử đạo, ta thấy sự vắng mặt khá dài của Đức Tôn Sư đã để lại cho các đệ tử trung kiên biết bao tuổi buồn đau xót. Điểm này đâu phải là thầy ta không thấu hiểu cho ta, vì ngài là một bậc thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán nhân sự. Hơn nữa là một cổ Phật lâm phàm thì có điều gì ngài không thông đạt?
Nhưng dù cho Đức Thích Tôn còn trụ thế cũng chẳng làm gì khác hơn là bởi do nghiệp quả của chúng sanh, và cũng là cơ thử thách nên phải. Đời cơ thiên địa xoay dần đến, chờ cuộc phong lôi đổi dần lành. Hơn nữa, một cuộc chọn lọc để chuyển biến con người từ hạng quân hạ mà trở lại tới nguyên thánh đức đâu phải là một chuyện giản đơn. Thế nên sự nhấn mạnh của thầy chẳng những ngài đã báo trước có nhiều đoạn ở Sấm Thi, mà còn nói riêng ở nhiều câu chuyện khác đều được đề cập đến về sự nhấn mạnh của ngài. Có điều ta cần lưu ý là dù tiên đạo hay Phật đạo, nếu đã thử đệ tử, tức nhiên là phải đòi hỏi ở sự khó khổ nhẫn nại trường kỳ mới biết được sự kiên trinh bền chí của đệ tử ra sao, chứ đâu thể một sớm một chiều mà thí sinh được coi là chấm đầu hay lãnh hưởng bao giờ. Về năm chèo thì ngài cho biết: con sông nước chảy ở dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng đều do nơi người không lo tu niệm. Cho nếu người biết thức tỉnh tu thân thì dù cuộc biến chuyển có muôn ngàn thứ nạn khổ cũng không bao giờ hại được mình, bởi ngài cho biết rằng: nếu dương trần sớm biết ăn năn làm hiền đức khỏi đường lao lý, chẳng những khỏi đường lao lý mà còn được ban thưởng xứng vị xứng nôi, và được coi hội coi hà của Phật tiên chuyển lập như câu: dương trần bỏ bớt kỳ tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác kỳ gian, để sao coi hội coi hà coi tiên coi Phật mới ngoan đi bớt trần. Chẳng những thế mà còn được thấy Đức Thầy thâu con long ác nghiệp và hàng phục chư ban như câu: khùng mới nói chơi, chư ban hàng phục. Và thâu cho được con long ác nghiệp thì khắp nơi mới biết thì mến yêu. Nếu ai có đọc kinh Pháp Hoa đều thấy phẩm Dược Thảo Du thứ năm, Phật tỷ dụ ông trưởng giả thấy các con vì ý lại cha thương lo cho con mình rồi không nghe lời cha dạy. Cha biết con có bệnh nhưng không lo tìm thuốc, cha có khuyên dạy cũng chẳng nghe lời, nên ông tìm cách đánh mặt rồi dạy con ở nhà lo uống thuốc và chỉ rõ cái lợi ích của người biết dùng thuốc, cái hại của người có bệnh mà không lo uống thuốc, vân vân. Thì ông nhắm mặt: các con vì thương nhớ cha mới tìm tòi lại lời dạy của cha mà trước kia mình không nghe, nay phải khổ, phải chịu mất cha, vân vân. Từ đó họ ăn năn sám hối, lo dùng thuốc đúng liều, nên lành mạnh, bây giờ cha về sẽ được sum họp an vui. Ông trưởng giả khéo tạo phương tiện để vừa thử thách vừa thức tỉnh con, đó chính là Đức Thích Ca Từ Phụ. Chúng ta hôm nay cũng thế, sự nhấn mạnh khá lâu dài của Đức Thầy là một cơ thử thách nấu lòng, mà cũng là một phương tiện khéo léo của đấng cha. Thế nên nếu ta biết nghe lời Thầy dạy dùng thuốc bằng giáo lý của ngài để trị cho hết các bệnh tà quấy mê si, thì nhất định ngài Long Hoa sẽ có mặt. Tuy ngài nay xa cách sở thầy,
gặp nhau Phật cần. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 96, lộ vẻ từ bi. Năm Quý Dậu 1933, lúc Đức Thầy tuổi đời còn niên thiếu mà đã biểu lộ đức tánh từ bi cao cả, ai để tâm theo dõi câu chuyện lạ ở làng Hòa Bảo sau đây chắc không khỏi suy nghĩ lưỡng bạc. Thời này dân cư trong làng Hòa Bảo còn thưa thớt, cỏ cây rậm rạp. Sau nhà Đức Ông một vườn tre rộng hàng mẫu tay. Đến mùa nước lên, chẳng biết từ đâu có vô số loài cò trắng tập trung về làm ổ, đẻ rất nhiều ổ trứng, cò mẹ cò con thật đông đảo. Thế vậy Đức Ông ra lệnh cấm người nhà và người ngoài và bất cứ ai đều chẳng đặng vào vườn tre hốt trứng và bắt cò mẹ cò con. Nhờ vậy nên mỗi lúc loài cò rủ nhau về càng đông thêm. Việc này thiên hạ đồn gian đến thấu tai viên chủ quận Tân Châu. Một ngày kia ông cả có dịp đến quận đường. Dịp này viên chủ quận Tân Châu liền ngỏ ý với ông cả: thưa bác cả, nghe đồn ở sau vườn nhà bác có nhiều cò trắng, vậy xin phép cho tôi phái người đến bắt một bữa về làm tiệc nhậu chơi, có được không bác cả? Đức ông suy nghĩ một chút rồi đáp: thưa chủ quận, chẳng mấy khi quan quận hỏi mà tôi chẳng đáp ứng được, tôi thấy cũng hết sức e ngại. Nhưng tôi xin quan quận suy nghĩ giải quyết giùm sự nan giải trong lòng tôi. Số là trước đây mấy tháng, loài cò này chẳng rõ từ đâu tự về làm ổ tại vườn tre của tôi khá nhiều. Tôi cũng đã cấm người trong nhà, người làng xóm không ai được hốt trứng bắt con đẻ. Bởi tôi nghĩ rằng chim cò là loài cầm thú thường rất sợ người, thế mà khi chúng làm ổ, tôi ra xem chúng chẳng hề sợ sệt chi cả. Chúng dạng dĩ lạ lùng, tôi thiết nghĩ từ hồi nào tới bây giờ chưa từng xảy ra như vậy. Rất lạ là chúng nó không hề đậu hay làm ổ ra ngoài, mà chỉ trú ngụ trong phạm vi vườn tược của tôi mà thôi. Chắc chúng nó tin tưởng có sự chở che an ổn của tôi, cho nên ngày qua tháng lại được ở yên ổn, nên chúng mới rủ nhau về làm ổ đông như thế. Thưa quan quận, chẳng những ở làng Hòa Hảo dân có tới xin bắn chim cò, mà các nhân viên ban hậu tệ lân cận như Hưng Nhơn, Hiệp Sương, Bình Thạnh Đông, Tân Huệ, Phú An cũng đều đến xin như vậy, mà trước sau tôi đều nhất nhất không cho. Tôi nghĩ chắc là có số người nào đó, bởi tôi không thỏa mãn yêu cầu ấy, mà họ nhờ đến quan quận cho người đến bắn chim cò để mở đường trước cho họ tấn tới chăng. Quan quận nghĩ coi, bấy lâu nay lũ cò mẹ cò con đều tin tưởng nơi sự chở che đình bọc của tôi, bỗng hôm nay tôi thuận để cho quan quận bắn giết chúng nó, thì hóa ra tôi đã gạt gẫm bầy cò tới ở cho đông để rồi cho người vào sát hại. Như vậy đối với chúng chim cò là tôi bất tín, còn đối với người làng nước là tôi bất quy, vì từ đầu chí cuối với ai đến yêu cầu vào vườn sao bắn tôi cũng đã khước từ hết cái mạng. Thưa quan quận, theo tôi nghĩ ngài muốn ăn mỹ vị cao lương gì mà chẳng được, chẳng sẵn sàng không thiếu món chi, thế thì cần chi là thịt cò rất tanh hôi tầm thường ấy. Nói tới đây ông ngưng nghĩ, viên chủ quận lại chưa tha mà lại còn dài dòng lý sự. Thưa bác cả, tôi nghe loài chim cò săn được đem nhổ sạch lông rồi rang, đem ướp vị nướng cho vàng, rồi mỗi người một con rất thịt mà ăn, từ ngoài tới trong nhậu rượu thú vị lắm. Vậy hôm nào nhờ bác cả cho bắn một mớ để làm mồi uống rượu chơi, xin bác vui lòng. Thấy thái độ cương quyết của viên chủ quận, Đức ông mới trả lời: thưa quan quận, những nỗi khó khăn tự lòng tôi như tôi đã vừa cạn tỏ, nếu quan quận quyết ý thì ngài lấy tư cách chủ quận cứ đến đó muốn bao nhiêu tùy ý. Sau đó Đức ông ra về. Chỉ mấy bữa sau, một buổi sáng vào khoảng 8 hay 9 giờ, một chiếc xe hơi từ Tân Châu đến ngừng trước nhà Đức ông.
có hai nhân viên xuống xe định vào gặp ông cả để trình lệnh chủ quận xin bắt họ. Ông cả đi vắng, họ gặp bà cả và nói: "Thưa bà cả, chúng tôi xin trình lệnh quan chủ quận để xin bắt cò. Nay ông đi vắng, xin bà trao lệnh này đến ông cả." Đoạn hai người ra xe, nay lệnh bị đạn xuống trường rồi đi thẳng ra sau giường. Hai người ra chưa tới giường, bỗng họ gặp một trang thiếu niên dáng mạo khôi ngô tráng kiện khác thường, tức là đức thầy, đứng giữa lối đi chặn hai người lại. Ngài ôn tồn hỏi: "Hai ông phải là người trên quận bảo xuống bắt cò chăng?" Một trong hai người đáp: "Phải." Rồi hỏi lại: "Cậu đây có phải là cậu Tư con bắt cả không?" Đức thầy đáp: "Phải." Và nói tiếp: "Tôi nhận thấy hai ông tiền căn có chút duyên với Phật, nên vì hai ông mà tôi khuyên đây. Mặc dầu hôm nay hai ông đang thi hành lệnh trên làm việc sát sanh, nhưng thảo nào tránh khỏi ngày cộng nghiệp do luật nhân quả bất dịch bất di. Hai ông sao không nghĩ câu nhân vật giữ đồng của cổ nhân? Đồng đây là đồng tình thương, đồng cùng một bản giác. Nếu con người có tình thương thì loài chim chóc cò diệp cũng có tình trong mái ấp yêu. Nếu con người biết ham sống sợ chết thì chúng cầm điểu cũng đồng với ta vậy. Nay hai ông có thấy không, loài điểu thú cũng ấp yêu đẻ trứng nở con, lớp trưởng thành hình dốc, lớp mới nở, lớp ra lông. Nếu hai ông bắn giết mẹ cha chúng nó, chồng hoặc vợ chúng nó rồi, hai ông hãy hình dung cái cảnh chia ly tử biệt, con mất cha, vợ mất chồng, rồi đến cái chết dần mòn thê thảm của ổ trứng hoặc của đàn con thơ dại là thế nào. Chắc hai ông thừa hiểu, khi vợ hoặc chồng, khi mẹ hay cha chúng bị giết hại, thì trứng sắp nở kia phải ung thúi, chim cò thì phải chết đói, chết khô, rũ xác tiêu hình. Các ông bắn giết một hai con thì sẽ chết theo năm bảy con khác, hoặc đến nguyên cả ổ cả đàn chim vô tội. Thử coi cái cảnh bi thảm là dường nào. Thế thì tại sao nở đành lòng chỉ vì miếng ăn mà sát sanh hại mà? Hai tay xạ thủ nãy giờ đứng yên nghe cái thầy nói tới đó, thấy đầu óc có vẻ bồi hồi cảm động, mắt họ đăm chiêu nhìn xuống, tỏ ra rất tư lự. Bỗng một trong hai anh nói: "Thưa cậu Tư, lời cậu vừa khuyên thật là quý báu, song bổn phận chúng tôi hôm nay chẳng gì khác hơn là phải săn cho được thịt cò để đem về mà phục lệnh trên. Xin cậu Tư biết cho hoàn cảnh này chúng tôi." Tiếp đó là hai bóng người lầm lầm đuổi tiến bước. Đức thầy cũng bước từng bước, ngài vừa đi vừa nói: "Tôi vì tình thương mà phải nói, hai ông vì bổn phận mà phải làm. Do đó tôi báo cho hai ông biết trước, hai ông sẽ bắn không được chiếc cò nào đó." Kế ngày rẽ qua lối khác trong vườn nhà. Câu nói đó của đức thầy khiến cho hai tay xạ thủ đều sanh nghi, vừa đảo bước. Một trong hai anh nói nhỏ với bạn mình: "Nghe người ta nói cậu Tư đương lên cơ thì phải." Người kia đó: "Anh thấy chưa, chim cò đông đặc, chúng sống chen chúc như thế này, thứ súng nhại và đạn chài này nổ ra một phát sẽ chết hàng lũ hàng đàn. Vậy mà cậu ấy nói bắn không được, đó chẳng phải là lên cơ hay sao?" Lúc bấy giờ hai tay xạ thủ quả đang thấy tận mắt, cò đứng đó đây đầy dãy trên các bụi tre, lớp lớp điệp trùng, ổ trứng không đếm xuể. Có điều rất lạ là chúng chẳng hề biết sợ người, chúng tỏ ra rất tự nhiên mặc cho loài người xuất hiện. Lướt xong đến tận sau của chúng, cả hai đều đinh ninh rằng chỉ nổ ra một phát đạn ít ra cũng lượng được hàng chục con mồi. Chuẩn bị xong đâu đó, họ liền cho nổ phát xuống đầu. Đùng 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 đùng, làm vang động cả khu vườn xưa nay có tiếng yên tĩnh nhất. Đàn cò nghe động, đột ngột chúng nhất tề bay bổng lên không trung. Chúng bay đi lượn lại, cái rồi dần dần đáp xuống chỗ cũ, không thấy con nào bỏ ổ hay bay đi đoạn hàng bỏ ngủ. Quan sát kỹ, hai anh quả chẳng tìm thấy và không lượn được một con cò trong mái nào. Thế có là không?
sau đó tiếng đùng, thứ hai rồi thứ ba liên tiếp. Thật kỳ lạ, từ phát súng đầu cũng như tới phát súng cuối cùng, hễ sau tiếng nổ thì đàn bò lập tức bay lên, và hễ dứt tiếng nổ một tí thì chúng lại bay về y tổ cũ. Tuyệt nhiên không có con nào bị đạn họ thương. Có điều lạ hơn nữa là hễ gốc vườn nào bị bắn có tiếng nổ thì lũ cò bay lên đáp xuống, chỗ khác không nhắm tới thì thấy con nào con ấy tỏ ra bình thản, xem như không có việc gì xảy ra. Hai người trước sau đã làm tiêu hao hết mười mấy viên đạn trong số 18 viên đã lãnh, thế mà chẳng hề lượm bắt được con mồi nào. Thế mới lạ, không biết làm sao hơn. Cả hai xạ thủ đều thất vọng não nề, đành mang súng dài với viên đạn cuối cùng mà lủi thủi ra xe. Họ bàn nói với nhau, phải chi nghe lời cậu Tư không bắn từ đầu, bị đạn còn thì rất dễ phục lệnh cấp trên. Giờ thì bị đạn đã hết mà không lượm được con chim cò gì, thất bại về sẽ ăn nói ra sao, thế nào cũng bị vợ trách nặng nề. Khi cả hai tiến ra đường cái, bỗng thấy Đức Thầy đi đến, Ngài hỏi: hai ông có biết tại sao bữa nay bắn chẳng được cò chăng? Thấy cả hai đang lúng túng chưa tìm được câu đáp, Ngài liền tiếp: hai ông vì có duyên là lần kiếp trước nên gặp may mắn, nên khi lãnh mười mấy viên đạn xong chỉ có một viên đạn thiệt mà thôi, còn bao nhiêu là đạn giả cả, cho nên bắn chẳng được chim cò. Từ nay về sau đừng lãnh việc sát sanh nữa, nếu lãnh được đạn thiệt thì ôi thôi, cái cảnh đoạn trường giết mẹ bỏ con, chồng xa vợ, vợ bỏ chồng, tội ác ấy chừng nào mới hết. Thế là hai xạ thủ lại được nghe Đức Thầy khuyến thuyết về luật nhân quả một lần nữa. Trước những lời lẽ hiền hòa đầy nhân ái của Đức Thầy, cả hai đều thừ người ra từ gỗ. Thế vậy Ngài dục thúc: thôi, hai ông cứ yên lòng, đừng quá lo phiền về việc vừa rồi, không kết quả sẽ bị vỡ phạt, không sao đâu. Nếu thất bại việc này sẽ thành công việc khác để bù lại. Gặp hoàn cảnh ấy thì ta nên nhớ câu nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định của người xưa vậy. Hai ông hãy về đi. Hai người quên rồi sao? Giờ này mà về đến nơi là trễ giờ quy định rồi đó. Tới đây hai người liền cúi chào Đức Thầy rồi bước ra chỗ xe đậu. Anh tài xế rất đổi ngạc nhiên vì thấy cả hai nhà thiện xạ về tay không. Họ đã qua nhiều khâu chuẩn bị, phí cả buổi trời săn bắn. Theo tưởng tượng của người lái xe, sau những phát súng nổ vang dội, chắc chắn hai người đã lượm được xác chim cò đến mang không sể. Đằng này thì quá ra công giả tràn xe khác rồi. Hai xạ thủ từ từ lên xe, họ nặng nề ngã người lên nệm êm, chậm rãi trả lời tài xế đang hỏi dồn dập về lý do về không tay trắng. Một anh nói trong não nề thất vọng: bữa nay dở quá, bắn hết đạn mà chẳng lượm được con bò nào. Thế rồi anh tài xế rồi xe thẳng đường về Tân Châu. Còn trong tâm trí hai người kia thì đầy nỗi ưu tư lo nghĩ. Họ linh cảm giờ này quan quận đang băn khoăn đợi chờ. Chắc ông ấy đang sẵn sàng tổ chức các món ăn phụ để nhắm vào món chính là thịt cò. Mà cò chim ở đâu đâu? Hơn nữa, trong chuẩn bị, quan quận đã mời thực khách là những đại biểu của hương chức hội tề chính xã. Chương trình như có báo trước là sau vài tiếng đồng hồ bàn việc nước, việc làm là tới giờ liên quan hội ẩm, mà thịt cò chiên bơ là món đặc biệt hơn hết. Thế mà hai ta đi không về đầu như thế này, biết lấy chi đỡ đò. Trong khi cả hai đang miên man suy nghĩ, bỗng chiếc xe tới hồ trục trặc, tài xế cho dừng lại, bước ra lục lạo buồng máy sửa chữa. Hai xạ thủ cũng xuống xe xả mát. Coi lại thì nơi đây là trước đình thần Phú An. Thình lình có hai đứa trẻ từ phía sau đình chạy tới kêu nói: chú hai ơi, hai chú có súng ra đây bắn hai con chim quá lớn kia kìa, chúng đang ẩu hay sao đó. Hai anh nghe báo mừng ra mặt, vội xách súng chạy ra. Quả thấy hai con chim khoang cổ to mập đáp ở ngọn cây sao khá cao. Hai anh khoát tay bảo hai đứa trẻ vô ẩn dưới mái hiên đình để mình kiếm chỗ khuất giấu mình nhắm nhía.
Một anh nói vừa đủ nghe. Đã hết 17 viên, không được con nào. Giờ chỉ còn một viên độc nhất, chắc gì bắn trúng mục tiêu. Ra chỗ gác mũi súng an toàn ưng ý, xong yên trí lãi cò. Sau một tiếng nổ, đùng, cả đôi chim lão đảo lìa cành, từ từ rơi xuống một lượt, như hai cảm tử quân đồng loạt hy sinh. Mừng không tả xiết, mỗi anh chạy lượm một con chim lớn, rồi chạy ra đường lớn, hối tài xế, mở xe chạy tốc hành, trong niềm phấn khởi chung. Về tới Tân Châu, mỗi anh xạ thủ sắp còn ten một con mồi chạy phát vào phủ đường. Quan quận nãy giờ chờ đợi, thoáng thấy xe về lên tiếng hỏi dồn dập. Cò đâu, cò đâu, sao tụi bay lâu lắc quá? Đã gần 11 giờ rồi, chỉ có hai con đó à? Hương chức hội tề vừa tan hầu, mỗi ông mỗi câu hỏi han rộn rịp, bầu không khí ồn ào thiếu ổn định. Hai xạ thủ trả lời ngắn gọn, bắn cò chẳng đặng, chỉ được hai con này. Một vị trong ban hội tề làng nào đó đưa ra một câu hấp dẫn, góp phần xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng. Câu nói của ông này vừa góp phần cứu giãn tình hình, cũng vừa để khen ngợi cho vui. Thịt cò đâu bằng thịt chim khoan cổ. Này nhé, có 10 con vịt xiêm trống tơ cũng chưa đổi được cặp khoan cổ này. Nhất là bộ đầu lòng của nó đem xào chua mà uống rượu thì tuyệt hảo. Quả nhiên cặp khoan cổ đồng loạt hy sinh, chúng đã chết đúng lúc để góp phần cứu giãn tình thế. Bây giờ thay vì bị quan khiển trách tối đa, thì bộ đầu lòng của cặp chim to lớn này trở thành món khai vị, làm phát pháo đầu cho buổi tiệc liên quan hôm ấy. Rõ thật là rượu nồng thịt béo dễ gây phấn khởi trong lòng của bao nhiêu thực khách lúc bấy giờ. Nhất là hai xạ thủ đã tỏ ra bất tài, suýt đã hỏng việc lớn của quan ngài. Đáng trách mà không bị quở phạt, trái lại họ còn được phép quan quan kể lại giữa buổi tiệc về chuyện lạ họ vừa mục kích ở tận dưới làng Hòa Hảo cho quan đầu quận và đại biểu hương chức chính xã hội tề cùng nghe. Món lòng chim khai vị cạn dần, tiếp theo chương trình là món thịt khoan cổ xào lăng và vị bún nấm củ hành tiêu thơm nước mũi. Buổi liên quan nhộn nhịp diễn ra trong không khí cởi mở sôi động. Các quan chức vừa thưởng thức món chim rừng, thêm có bồ đào mỹ tửu, tất cả vừa thích thú nghe hai tay xạ thủ thi nhau kể chuyện dài dài. Hai anh luân phiên nhau kể lại từng chi tiết mà chính họ là vai thường trực từ giờ đầu cho đến phút cuối. Từ lúc gặp cậu Tư Hòa Hảo, cậu Tư đã khuyên can như thế nào, cậu Tư đã nói nhiều câu tiên liệu những gì sắp đến, cuối cùng kết quả đưa tới điều y như báo trước, như có sự sắp xếp trước vậy. Lạ nhất là đàn cò thì đông vô số, mà chúng chỉ làm tổ sống tự nhiên trong nội phạm vi vườn nhà của ông cả Hòa Hảo thôi. Đến việc tốn hết 17 viên đạn mà chả lượm được con chim cò nào. Ly kỳ hơn nữa, ngẫu nhiên mà y như lời Đức Thầy cho biết trước rằng, nếu thất bại việc này, bắn cò không kết quả sẽ thành công việc khác. Hai người lấy làm thích thú quay lại cuồng phim vừa diễn ra nơi ban sáng ở làng Hòa Hảo, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nào. Trong buổi liên quan, ai cũng chăm chú theo dõi. Trong số thính giả hôm ấy có ông cả Đào Thành Đô, hương cả làng Tân An, là ít ăn thịt uống rượu hơn hết. Và ông đã lắng nghe câu chuyện một cách say mê. Hai anh xạ thủ vừa kể hết câu chuyện làm cho thính giả đều ngạc nhiên, cho là việc chưa từng có. Mọi người đều miên man suy nghĩ. Riêng quan chủ quận Tân Châu, người chủ trì buổi liên quan hôm ấy thì tỏ ra diễn dưng. Chắc ở tận đáy lòng ông quận không khỏi gợn lên một sự sỉ hổ, bởi ông không đạt được ý muốn ban đầu, mà ông đã dùng quyền uy quá đáng, có lẽ bất công đối với vị hương cả ở Hòa Hảo. Thế là quan quận lên tiếng kết thúc, vừa cũng để chữa nổi thẹn thầm. Đối với tôi thì đấy là một sự thường, nên không lấy gì làm lạ, chẳng qua là phước trí tâm linh vậy thôi. Người ta không nghe một tiếng vỗ tay khi ông quận dứt lời. Bữa tiệc chưa tàn hẳn, vị hương cả làng Tân An, cụ Đào Thành Đô đã cáo sai. Thật ra trong bữa tiệc cụ ít ăn uống, xuống ghe hầu về làng, mang theo tâm sự miên man suy nghĩ về chuyện lạ ở làng Hòa Hảo mà cụ vừa được nghe kể lại. Thuộc theo lời ông Lê Văn Phú tự thoa,
Sau đây là lời phụ bình. Theo tài liệu Phật học, thì mỗi khi Phật lâm phàm để hóa độ chúng sanh trong thời niên thiếu đều có lộ từ bi. Chính Đức Phật Thích Ca xưa kia cũng thế, đó là để báo hiệu cho chúng sanh biết Phật đã ra đời cứu độ chúng sanh thoát khổ. Về việc đàn bò, nhận xét cốt truyện này có ba ý chính: một, đức ông đối với bi trí dũng; hai, đức thầy đối với một chúng sanh ăn nuốt chúng sanh; ba, cứu đàn bò thoát chết có ý chi. Thứ nhất, đức ông đối với bi trí dũng. Trong thời kỳ đạo đức đang xuống dốc, con người cứ chuyện lạc quan chơi rượu chè cờ bạc chơi bời, không phải là một ai mà đâu đâu cũng thế. Nhưng lúc ấy ở xã Hòa Hảo lại có một ông cả khác thường. Khi đàn cò đến làm ổ trùng điệp, nào là trứng cò, cò con và cò mẹ, sao không bắt hoặc hốt trứng mà ăn? Trái lại còn đùm bọc chở che nhiệt liệt. Đứng về đạo đức mà xét, ta thấy đức ông đã thể hiện đức bi. Hơn nữa, thời này là thời pháp thuộc, thế lực đang thịnh hành, nên ai có quyền thế thì người ta tìm cách để cầu thân. Trái lại khi quan chủ quận Tân Châu xin bắn cò, mà cò là loài chim rừng, thế mà đức ông dùng tài biện luận lưu loát để khuyên can ông quận đừng ăn thịt cò, là đức ông đã có đức trí. Ở vào thời pháp thuộc, tức nhiên chức vụ của một quan chủ quận là người có quyền sanh sát nắm trong tay. Nếu ai nghịch ý muốn của họ thì người đó coi như là xấu số. Thế mà đức ông lại được quan quận thành khẩn tới hai lần, nhưng ông vẫn không cho, đó là quy vũ bất năng bất, ấy là đức dũng. Điều thứ nhì, lòng từ bi của đức thầy. Khi thấy chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau, bởi vì bị vô minh che mờ tâm trí, nên chúng sanh cứ vì miếng ăn ngon thịt béo mà sát giết cùng nhau, để rồi phải chịu sự luân chuyển xuống lên mà trả nợ nần, nên phải tiếp nối cái khổ triền miên theo bánh xe luân hồi lục đạo. Thật đúng với lời của đức thầy cho biết rằng: chuyện lớn trong nhân vật các loài, căn mờ âm làm điều dại dột. Bởi thế Phật mới biểu lộ từ bi, mặc dù chưa đến thời kỳ khai cơ lập giáo, nhưng cũng đánh dấu cho chúng sanh biết là đã có Phật ra đời để cứu khổ cho ta. Điều thứ ba, cứu đàn cò thoát chết có ý chi? Có rất nhiều ý, nhưng chúng tôi xin dẫn ba ý chính. Ý thứ nhất, xác nhận linh tánh con người và vạn vật, căn cứ theo nhân sinh luận và tâm linh học thì loài người linh hơn vạn vật. Điều đó ai ai cũng công nhận, nhưng cũng có cái chúng ta thua. Bằng chứng vào thời hạn hán, chỉ nghe tiếng con ếch kêu, ta biết là trời sắp mưa. Quả thật có vậy. Loài kiến cũng biết tha trứng dời chỗ ở khi có nước lũ. Chim hồng chim nhạn cũng biết dày đoàn dời chỗ khi tiết trời sắp đổi. Thế thì chúng ta thua chúng nó rồi, vì chúng nó biết trước mà ta chưa biết vậy. Đàn cò cũng thế, sở dĩ chúng lũ lượt kéo đến làm ổ tại vườn đức ông là vì chúng đã biết nơi đây đã có Phật ra đời, kéo đến làm ổ mà không sợ một ai. Vì đã nương vào hồng đức của bậc Lưỡng Túc Tôn che chở cho chúng được an toàn, nên khi bị bắn, chúng vẫn bình tĩnh an nhiên, không bao giờ sợ hãi. Như vậy mới năm 1933 mà chúng đã biết có Phật ra đời tại nhà đức ông rồi, nên mới kéo đến mà nhờ sự đùm bọc chở che của bậc đại giác ngộ. Còn ta phải đợi cho đến năm 1939 được thầy ta mở đạo thuyết pháp, ta mới biết mà quy y tu hành. Như vậy là ta thua chúng nó rồi, vì chúng biết mà ta không biết. Ý thứ nhì, để cho người giữ niềm tin, bởi vì loài cò là giống chim muông mà còn được Phật bảo bọc an toàn, huống chi ta là loài người. Nếu chịu làm đúng theo thánh giáo của Ngài thì tin chắc sẽ được Phật lực gia hộ hơn vạn mỗi lần như thế nữa. Điều thứ ba, biểu lộ vạn năng. Ở vào thời kỳ cùng cuối của buổi hạ quân này, nền văn minh khoa học họ đủ sức tiêu diệt loài người, nhưng đức thầy đã ung dung cho ta biết: đâu người
Vậy dựng đạo lập đời là do sắc lệnh của Phật và trời để chấm dứt cái nguyên đen tối tàn bạo này, mà lập lại cái nguyên trong lành và tận thiện. Nên khi dân sắc lệnh lâm phàm, Ngài đã hé lộ quyền cơ qua nhiều nơi trong sấm thi của Ngài không sao tả xiết, như là trần thế lợi danh giấc mộng tràn đời cùng. Thì nên hết lòng tuân thủ giới quy, kiên tâm tu tiến, dù gặp cảnh thiên nan vạn khổ, chớ nên nản chí nao lòng, bởi Ngài đã báo cho ta biết trước là ra kể này. Là bảo bọc che chở, còn an là an toàn mọi sự. Đức Thầy chúng ta là Phật, nên có đủ đức độ giảng năng để bảo bọc chở che cho ai là người thiệt tâm tu sửa. Vậy chúng ta hãy giữ niềm tin mà nghe lời dạy của Ngài, để được bảo bọc chở che an toàn mọi sự, để tiến đến chỗ thanh tịnh giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 97, Phật Lão Nho. Ông cả Đào Thành Đô, hương cả làng Tân An, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, là một nhà nho quyên thâm. Ông cả Đô nặng lòng ái quốc ưu dân, gặp cảnh nước mất nhà tan, ông luôn thao thức trước tiền đồ tổ quốc. Ông mượn chức vị hương cả, đứng đầu ban hội tề làng Tân An làm bình phong để tiện bề hoạt động theo ý muốn. Ông đã có sắm chiếc ghe hầu, 4 bổ chèo. Khi có chuyện lên qua xuống huyện, ông xuống ghe bảo gia nhân chèo đưa ông đi. Ông mượn phương tiện này chu du khắp Hậu Giang, Tiền Giang để tìm người tri âm tri kỷ. Ông cả chẳng những thông suốt tứ thư ngũ kinh của Khổng Mạnh mà còn am hiểu về đạo Phật, đạo Lão nữa. Sĩ phu trong vùng xa gần đều nghe danh ông cả. Ông thường lui tới vấn đáp hòa thơ với các nhà nho như Năm Di, Bảy Hình, vân vân. Ngày kia ông cả Đô nghe Đức Thầy mở đạo dạy đời ở Hòa Hảo. Đức Thầy có việc tài trị bệnh bằng giấy vàng, nước lạ, mà bệnh chi cũng lành. Ngài cũng có đặc tài cải tử quần sanh, làm chấn động y giới lúc bấy giờ. Ông cả Đô nhớ lại, từ giữa thế kỷ trước, thế kỷ thứ 19, ở miền Tây Nam Việt này, đã có Phật Thầy Tây An cứu đời, cũng bằng các phương pháp tương tự như Đức Thầy đang áp dụng ngày nay. Cùng với chuyện lạ ở làng Hòa Hảo mà ông được nghe từ bữa tiệc liên quan có thịt chim ở quận đường Tân Châu, nên ông quyết đến Hòa Hảo dò xem thư thịt. Chỉ mới lần đầu đến ý kiến Đức Thầy mà Ngài tỏ ra am hiểu nhiều về ông cả. Ngài ôn tồn nói: mừng ông cả ở Tân An mới đến, mời ông ngồi. Nếu ai để ý một chút cũng đều thấy Đức Thầy bình đẳng tuyệt đối với bất cứ ai cũng vậy. Ngài không chút gì tỏ ra kẻ trọng người khinh, mà Ngài đối xử như nhau với hết thảy mọi người đến với Ngài. Điều có đặc biệt là gặp ai Ngài cũng biết tất cả, biết rõ họ tên và chỗ ở nữa. Đức Thầy tiếp tục hoằng pháp độ sanh. Trong hàng thính giả bây giờ có thêm ông Đào Thành Đô, ông cả làng Tân An cũng chú ý ngồi nghe Đức Thầy thuyết đạo mà quên mọi mệt. Và ông nghĩ rằng bình sanh mình chưa từng gặp thiền sư hoặc pháp sư nào có biện tài như Đức Thầy, thật là danh bất hư truyền. Về nhân đạo, Ngài khuyên ai nấy học theo Khổng Mạnh, cư xử với nhau, trai thì trung hiếu, gái lo tròn tiết hạnh. Đức Thầy chỉ dạy một cách trầm mạch lớp lan, làm cho ông Đào rất khâm phục. Có lúc ông Đào muốn đứng lên vỗ tay quan hô tán thán tài thuyết pháp lỗi lạc của Đức Thầy, nhưng ông Đào Thành Đô trấn tĩnh ngồi yên lặng theo dõi. Kế Đức Thầy tạm ngưng thuyết pháp, Ngài xoay sang trị bệnh. Bởi lúc bấy giờ có lắm bệnh nhân chờ đợi, thôi thì kể sao cho xiết.
Bệnh nó thì ung thư nội ngoại, người đau gan, kẻ lại đau tim, đau quốc giận, khổ tả, loạn thần kinh cũng có. Lắm bệnh đã đi tới bác sĩ, các danh y đương thời đều cho là nan y. Thế mà khi chở đến đức thầy, chỉ dùng giấy vàng, nước lã cho bệnh nhân uống. Kỳ diệu thay, hết thải đều được ngài cứu khỏi, được lành mạnh rồi về nhà. Có lần đức thầy nói, có bà con cho rằng tôi lên cơn phù. Người đời nói thế cũng phải, bởi trước cảnh chết của chúng sanh sông máu núi xương, tôi biết mà không khùng sao được. Vậy tôi cũng nên nói tiếp chuyện tôi phát khùng. Rồi mùa thu năm nay, năm 1939, bắt đầu cho thế giới từ Âu sang Á. Tuy vì danh lợi mà nhân loại tương tranh chủ nghĩa, họ gây ra cảnh máu đổ thịt rơi, cha lìa con, vợ mất chồng, đệ huynh ly tán, cảnh tóc tan bi thảm kể sao cho xiết. Ngài ngắm một đoạn sấm dạ. Mèo kêu ba tấm lao sao, đến chừng rồng răng máu đào chình ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nên biết đến đó canh khuya gà gái chiến tranh tạm ngưng chứ chưa dứt. Ấy cũng bởi nhân háo sát nên phải chịu quả tận tiêu. Và khi lòng từ bi của Phật tổ nơi cõi trung ương cho Phật mở đạo cứu đời, thì đồng thời cũng mở bốn cửa trời sai hung tinh xuống thế tạo ra các thứ dữ để tiêu diệt kẻ hung. Bởi đó họ ngưng tiểu chiến tranh để chuẩn bị đại chiến tranh. Hẳn bà con còn nhớ chuyện phong thần khi trận Chu Tiên kết liễu, chết tất cả là bao nhiêu, nhưng phải đợi đến trận Vạn Tiêu, cái chết âu thôi vô số, đến đó mới dứt cuộc đại loạn của thời Mạc Thư, qua kỷ nguyên nhà Châu hưởng 800 năm an lạc. Nói đến đây, ngài ngâm lên một đoạn kệ trong quyển thứ nhì. Khắp thế giới cửa nhà đời trở lại, khắp lê thứ biên thì thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Đoạn ngài nói tiếp, bởi tôi biết cái chết của chúng sanh sẽ như thế, vì quá thương thảm cho chúng sanh mà tâm trí tôi dường thể điên khùng. Kế đến thầy xoay qua ông cả Đô, ngài hỏi: ông cả Tân An hôm nay muốn hỏi tôi về tâm lý truyền của tôn giáo phải chăng? Ông cả Đô chưa kịp trả lời thì đức thầy nói tiếp: ông cả nên biết, từ cổ chí kim, khi các vị giáo chủ ra đời lập giáo đều có chủ thuyết riêng của mình. Muốn được truyền bá chủ thuyết ấy theo không gian và thời gian bất diệt, gồm có ba yếu tố chính: một, phải được thầy khẩu truyền; hai, phải được trợ tâm đắc; ba, sau hết thầy mới tâm truyền. Về giáo chủ đạo Phật do Đức Thích Ca Mâu Ni khai sáng, lấy chân không tịch diệt, tức là chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm làm tông. Trước khi tịch diệt, Phật tổ tâm truyền cho Ca Diếp tại Linh Thứ Sơn. Sau đó Đức Ca Diếp truyền dài xuống 32 đời tổ, do đó mà đạo Phật trải qua hơn 2000 năm rồi mà vẫn còn được thịnh hành. Đức thầy giảng tiếp: về giáo chủ đạo Tiên là do lão Tử mở đầu. Trong thời của ngài, đạo lấy hư vô thanh tịnh làm tông, nhưng vì thiếu tín đồ tâm đắc nên ngài lão Tử phải truyền qua văn tự, viết bộ Đạo Đức Kinh trên 5000 lời.
cho đến trên 100 năm sau, Trang Tử học đạo đức kinh tâm đắc sẽ được tâm truyền. Từ Trang Tử đã làm cho lão tử học thuyết gian tiến một thời và được truyền mãi đến ngày nay. Kế đức thầy thuyết về đạo nho, về giáo chủ đạo nho do đức Khổng Tử chủ trương, lấy nhất quán làm chấm tông. Phu tử truyền cho Tăng Sâm, Tăng Sâm mới truyền cho Khổng Cấp, là con Khổng Lý, tức cháu nội đức Khổng Tử. Khổng Cấp tâm truyền cho Mạnh Kha, tức Mạnh Tử. Do đó mà đạo nho được truyền bá đến ngày nay. Đến đây đức thầy tạm ngưng để dùng bữa. Trong hàng thính giả hôm ấy được dịp bàn tán sôi nổi, họ thầm phục tài biết nhiều hiểu rộng của đức thầy. Bởi ngài chỉ mới có 21 tuổi đời mà bác lãm quần thơ suốt thông tam giáo, cuối cùng ai cũng nhận ở đức thầy là bậc sanh nhi tri. Riêng ông cả Đào Thành Đô, từ khi được đức thầy gọi cho tới khi ngài dứt lời để dùng cơm, ông Đào dường như bị phép định thân. Ông ngồi yên như một pho tượng. Cho đến khi số người nghe pháp ra về gần hết, bây giờ ông cả mới đứng lên đi thẳng xuống ghế hậu. Sau đây là lời phụ bình. Ông cả Đô tuy là một nhà bát lãm nho gia, nhưng khi diện kiến đức thầy thì được nghe lời thuyết giảng của ngài cũng phải hết lòng kính phục. Mà không phục làm sao được? Xưa nay người chuyên học Phật thì rành đạo Phật, người học nho thì am hiểu về nho là lẽ thường của thế sự. Nhưng ở đây đức giáo chủ lại khác hẳn với kẻ phàm tình, nghĩa là bác học nhi tri, quán thông mọi lẽ. Chẳng những quán thông mọi lẽ theo thế trí biện thông của hàng hữu học, mà lại còn thấu triệt cơ quyền cả vũ trụ càn khôn. Nếu không phải là Phật thì còn ai mà bác làm thế này? Đọc qua về chữ khùng mà ngài đã đề cập đến, ta thấy chỉ có lòng từ bi của bậc đại giác mới có một tình thương sâu rộng thế kia. Tu hàng dĩ thừa cũng không có được đức từ bi thế. Điểm này ngài cũng đã biểu lộ ở một câu sau đây: thương quá sức bác cuồng tâm nào, quy cứu đời dùng đạo hộ thân. Về việc tiên tri của ngài, ta thấy ở quyển thứ nhất năm 1939, khởi đầu đệ nhị thế chiến năm Mèo, cho tới khi hai quả bom nguyên tử của đồng minh dội xuống nước Nhật để chấm dứt chiến cuộc, tháng 8 năm Ất Dậu, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Đây là chỉ mới ngưng mà thôi. Sau cuộc tổng kê con số chết của cuộc chiến hai phe đồng minh và phát xít từ năm Mèo tới năm Dậu, nghĩa là từ đầu tới cuối đệ nhị thế chiến, con số chết trên 400 triệu dân. Lật qua các báo mà coi, hãy con số chết xem mọi kinh nguyên. Nhưng ngài còn cho biết thêm, đó chỉ là tiểu thế chiến mà thôi. Bởi cơ tận diệt của Lý Tam Ân thì đây khúc cuối của Hạ Ngôn, nên phải có một cuộc tẩy trần để lập lại Thượng Ngôn Thánh Đức. Để sáng tỏ vấn đề hơn, ngài còn cho biết vào cuối đời Hương bên Tàu, khi chư tiên lập bản phong thần thì chỉ nội trận chu tiên mà chết vô số kể. Thế mà còn chưa hết, phải chờ đến khi Thông Thiên giáo chủ lập trận dạng tiên, con số chết còn thê thảm gấp mấy lần. Bây giờ Hồng Quân lão tổ mới ra cứu vớt và chấm dứt chiến cuộc đời phong thần. Đọc chuyện trên, ta thấy cơ nghiệp nhà Châu được dựng chỉ có 800 năm mà còn phải trải qua một cuộc chết chóc hải hùng. Huống chi đây là một cuộc đại tam tai của buổi tận nguyên hạ để lọc lừa người hiền trở về với Thượng Nguyên Thánh Đức. Đâu phải là một chuyện tầm thường. Nhưng có điều rất hân hạnh cho ta là chúng ta đã được đức thầy dân sắc lệnh của hai vị Phật tổ Lăng Phàm đã báo trước cho ta biết rằng đây sắp đến ngày tận diệt những tai họa hải hùng và chỉ đường cho ta thoát khổ. Mà con đường đó là con đường thẳng tắc dễ đi, đó là đường về tịnh độ, đường an lành xác thể, dầu sóng gió dập dồn. Thời giờ có hạn, chúng tôi xin miễn bàn việc truyền giáo của Khổng Mạnh và Lão Trang, mà chỉ kết thúc lại ở ba yếu tố căn bản mà người học đạo nào cũng phải được mới đạt kết quả hoàn mãn. Thứ nhất là được khẩu truyền, thứ hai tâm đắc, thứ ba mới được thầy tâm truyền.
Thứ nhất, chúng ta hãy bình tâm mà xét lại về khẩu truyền thì hiện nay mỗi người chúng ta tuy không trực kiến với Đức Thầy để lãnh lấy khẩu giáo minh sư, nhưng cũng được phúc duyên mà tiếp nhận toàn bộ giáo lý của Ngài, thì đó là ta đều được tiếp nhận khẩu truyền của Ngài rồi đấy. Điều thứ hai, tâm đắc. Về điểm này, nó thuộc bản tâm, nên phải đòi hỏi ở mỗi người phải tự mình biết lấy. Nghĩa là khi mình đọc giáo lý của Thầy thì tự tiếp nhận và trao sửa được những gì. Nếu điều nào chưa làm được thì phải nỗ lực thiệt thi cho bằng được ở bản tâm mình. Nếu được hai điều ấy rồi thì sẽ kết quả là Thầy mình tâm truyền cho mình vậy. Cũng như Phật Thích Ca đã tâm truyền cho Tổ Ca Diếp và Đức Ca Diếp tâm truyền cho Tổ A. Tóm lại, học giáo lý là khẩu truyền và hành đạo là tâm đắc. Mà được Thầy tâm truyền thì kết quả chứng đắc vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, đến mẫu chuyện 98. Theo Thầy hay theo giáo lý? Thời gian luân lưu đây đó để quá chúng độ tha, những lời thuyết pháp vi diệu thầm thâm của Đức Thầy đã đánh thức biết bao triệu con tim trở về nguồn giác. Khác nào ánh thái dương rọi tan đám sương mù, họ hân hoan vì được nếm cam vị của suối Ma Ha, nên rất hăng say theo gót chân Thầy để có dịp được thêm thấm nhuần pháp vụ. Một hôm sau buổi thuyết pháp, bỗng Ngài đưa quyển giảng lên và hỏi lớn rằng: tất cả bổn đạo theo Thầy hay theo giáo lý của Thầy? Tất cả đồng loạt đưa tay lên và đồng thanh ứng: con theo Thầy, con theo Thầy. Đức Thầy để quyển giảng xuống, nét mặt từ bi nhìn khắp các đệ tử bảo: bà con theo Thầy, đến khi Thầy vắng mặt rồi theo ai? Phải theo giáo lý của Thầy mới đúng chứ. Tất cả những người có mặt nơi đây vừa được nghe câu kim ngôn của Ngài như một tiếng chuông cảnh tỉnh, họ đều cúi đầu lãnh giáo ngọc ngữ của Đấng Cha Lành. Thuật theo lời ông cựu hội trưởng quận Thốt Nốt: sau đây là lời phụ bình. Đức Thích Ca Mâu Ni khi xưa ra đời trụ thế chỉ có 49 năm, mà chánh pháp của Ngài đến nay trên 25 thế kỷ vẫn còn chói rạng bốn phương. Thật vậy, chánh pháp là chân lý, mà chân lý là lẽ thật, thì lẽ thật làm sao mất được. Bởi Đức Thầy tiên tri là Ngài sẽ xa cách tín đồ, và thời gian xa cách đó là một trận thử thách quá gay go, nên hành giả phải nắm chặt giáo lý siêu thượng của Ngài. Cũng như người đi biển phải có la bàn, nếu không phải chịu lạc lõng bơ vơ giữa bao la trời nước, lại gặp sóng to chắc phải làm mồi cho lũ cá. Cũng thế, nếu người tu tự xưng mình là tín đồ Phật giáo hoàn hảo mà không nắm những giáo lý của Ngài, sẽ dễ bị sai đường lạc lối, dù người rất có tâm thành với đạo. Bởi có tâm với đạo mà thiếu trí, nên khi Thầy tổ vắng bóng thì kẻ giả trá tà mị thường lợi dụng cơ hội này mà xưng là tiên Phật hoặc Thầy tổ trở lại. Đức Tôn Sư đã biết rõ nên báo trước cho ta việc này. Ở sám thi của Ngài rất nhiều không sao kể xiết như đoạn sau đây: các đạo tà mưu kéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lắm mà khôn. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lẻ đọc kỹ sấm thi của Ngài và theo dõi những mẫu chuyện chung quanh Thầy đều nhận thức được bao lần dặn dò của Đức Tôn Sư. Bởi Ngài đã biết rõ sau này Ngài sẽ có thời gian dài vắng mặt và tà đạo sẽ lộng hành. Nếu không ôm chặt giáo lý của Ngài thì dễ bị ngoại đạo cám dỗ, nhất là nghe linh ứng kỳ hành hoặc xưng Thầy trở lại và mượn xác của cậu nọ cô kia. Họ cũng dựa theo giáo lý của Ngài rồi viết bắt dần bắt niệm, khiến những người nhẹ dạ dễ tin, có tâm nhưng thiếu trí, tưởng là Thầy mình trở lại.
thật là một sự lầm đáng thương đáng tiếc làm sao. Ta hãy xét kỹ, thầy ta là một vị Phật có sắc lệnh của hai vị Phật tổ Lâm Phàm, thì nhắn mạnh vẫn còn để lại cho ta một kho tàng pháp bảo, và ngài đã dạy là hãy làm theo lời chỉ ngài rày gặp ta. Thế là mình hãy xét coi mình có làm y theo lời chỉ của ngài không. Nếu có thì lo gì không gặp ngài. Về điểm này, có lần ở Sài Gòn, thầy gọi ông Lê Bá Thế mà dạy rằng: ông hãy nói lại cho bổn đạo của thầy biết, đừng một ai nên lo lắng cho thầy, mà hãy tự lo cho chính mình. Hãy tu tâm luyện trí, và cần xem nguyện khuyến thiện của thầy mà tu hành. Những người tu hành chân chánh, đúng theo lời dạy của thầy, thì về sau sẽ được thầy cho người tìm đến, chớ bây giờ đừng ai đến để tìm thầy. Vậy nếu ta có theo sát giáo lý của ngài, thì dù có xa cách nghìn dặm, nhưng cũng ở bên tôn sư. Trái lại, nếu không nghe lời dạy của ngài, thì càng tìm kiếm chừng nào, lại càng xa ngài chừng nấy. Và không tránh được mưu khéo của kẻ tà đạo, thì khổ não vô cùng. Cũng như lời ông Ba Thới cho biết, lầm tà đạo, nhân hư bất dụng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, đến mẫu chuyện 99, lòng quảng đại. Năm Đinh Hợi 1947, Đức Thầy về Phú Thành, ngày 14 tháng 2 âm lịch, lúc 10 giờ đêm, tại nhà Hương Chủ Bộ. Thầy tỏ ra cử chỉ băn khoăn không vui. Thầy hỏi tôi và Tứ Nguyễn Giác Ngộ rằng: mấy người thù Diệt Minh không? Tôi và Nguyễn làm thinh không dám trả lời. Đức Thầy tiếp: Thôi, thù làm chi? Lỡ mình với họ xô xát với nhau, chết một mớ ít, mình cũng nên bỏ qua. Đó chẳng qua là chuyện duyên nghiệp với nhau. Nếu thù mà xô xát với họ nữa, càng chết nhiều thêm, chứ có ích gì đâu. Vì mình là nhà cách mạng từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ, mềm mỏng dẻo dai, dung hòa nhẫn nại để thu phục nhân tâm họ. Đến ngày tôi trở về, bọn họ theo mình hết trơn. Tới câu thầy nói thầy trở về, thầy chỉ ra quan ra lệnh. Lúc ấy tôi nghe thầy nói đến ngày thầy trở về, tôi lấy làm lạ. Tôi liền lập tâm hỏi thầy, thì thầy nói tiếp thêm nhiều vấn đề khác. Rồi thầy đi tới đi lui, tỏ ra không yên tâm. Đúng 12 giờ khuya, tôi bạch với Đức Thầy lúc ra về. Đức Thầy định vai bên trái của tôi, cùng đi chậm chậm một khúc đường, vừa đi vừa dặn dò công chuyện làm việc. Lúc ấy tôi còn nhớ, bỗng nhiên Đức Thầy dừng lại, buông vai tôi và bảo: ráng lo cho đoàn thể. Khiến vì chừng đó tôi quên đi, không hỏi đặng một lời nào nữa. Bạch qua ngày 22 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi năm 1947, thầy đi hội nghị với Trần Văn Nguyên và Vũ Vinh. Đến ngày 25, thầy vắng mặt cho đến ngày nay. Thuật theo lời ông Quỳnh Hữu Hạnh, tức Hương Hoàng Chiến, sau đây là lời phụ Quỳnh: lòng quảng đại của bậc đại giác ngộ đối với chúng sanh, lúc nào cũng ban tình thương sâu rộng. Bởi có đầy lòng từ bi hỷ xả, nên đã tha thứ hết những ai tối tâm lầm lỗi. Chẳng những tha thứ họ, mà còn vì họ mình chấp nhận mọi nỗi khó khăn khổ sở. Xưa Đề Bà Đạt Đa quyết lòng hại Phật nhiều phen, và ưu quật ma hành hung với Đức Thích Tôn, nhưng ngài vẫn từ bi quá độ. Và có một lần, bọn luật sư ngoại đạo xúi đệ tử lập mưu hại Phật. Vì quá mê tín nên người ấy nghe theo. Một hôm, hắn đào một cái hầm ở trước cửa nhà, rồi lấy chông nhọn cắm đầy ở dưới. Phía trên y ngụy trang bằng một lớp đất thật mỏng, nằm trên lớp sậy, rồi y giả bộ thỉnh Phật đến cúng dường. Y còn ác tâm nấu đồ ăn, có để thuốc độc cho Đức Phật ăn. Nếu Phật đến nhà y, tức phải đi qua hầm trong đó, sẽ bị rơi xuống chết vì chông nhọn. Nhưng nếu ngài có qua khỏi chông chết, thì vào nhà cũng bị tử vì thuốc độc. Làm thế cho thỏa lòng ganh ghét của tên ngoại đạo là thầy của y. Tuy đã biết rõ cái độc của ngoại đạo, Đức Phật cũng chuẩn hứa sẽ đến nhà anh để quá duyên. Khi Đức Phật vừa đến, thì hoa sen từ dưới hầm nổi lên đỡ chân ngài. Tên ngoại đạo hoảng sợ đến lại ngài xin sám hối. Đức Phật vào nhà, vợ tên ngoại đạo dọn cơm có thuốc độc để cúng dường ngài.
Anh ta sợ Phật dùng phải thuốc độc liền cản lại. Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài nán lại giây lát, chờ con dâng cơm khác cho Ngài, vì trong cơm này có thuốc độc. Bạch Ngài, xin Ngài chứng minh cho con sám hối, vì con là kẻ độc ác mê muội vô cùng, xin lượng từ bi tha tội cho con. Đức Phật mỉm cười bảo: Không sao, thuốc độc chỉ hại được người còn chứa tâm độc. Còn Như Lai đã trừ sạch ba thứ ấy trước khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, thế nên thuốc độc không làm hại được Như Lai. Nói xong, Ngài an nhiên thọ thực. Còn anh ngoại đạo vừa run rẩy, vừa sợ hãi, vừa kính phục Ngài. Khi Phật dùng cơm xong, anh lại và xin sám hối một lần nữa, cầu được xá tội. Đức Phật từ bi phán dạ: Không sao, con chớ lo sợ. Như Lai nói cho con biết, Như Lai có tứ vô lượng tâm, nên thường hành bình đẳng hành. Thì dù có người vừa tán dương ta, vừa lễ bái ta, cùng một lúc với người vừa sỉ nhục ta, vừa đánh đập ta, hai người đó Như Lai vẫn thương yêu như nhau không khác. Trong nên gương từ bi vô lượng của Đức Phật ngày xưa và lòng từ ái của Đức Quỳnh Giáo Chủ hôm nay, cũng như trường hợp Đức Thầy uống nước axit do ông Tâm đưa, thế mà Ngài vẫn cứu vợ và mẹ ông Tâm khỏi bệnh nan y và nhận ông làm đệ tử. Thật vậy, nước axit làm gì có thể làm hại Ngài, vì đã tận trừ khảm độc. Sở dĩ chúng ta còn khổ là tại ta đã chứa nhiều nhân tội ác, tâm ta còn tham sân si, nên khi gặp thuốc độc ta phải chết bởi lòng ta độc ác. Lòng quảng ái của Đức Thầy hôm nay cũng như của Đức Thích Tôn ngày xưa vậy. Ta đặt lại đại đức của chư Phật để thấy được tâm hồn giác ngộ cao cả của đấng cứu thế. Tóm lại, nhờ bốn đức độ cao siêu và lời phán dạy đầy lòng từ bi hỷ xả của Ngài như trên, nên chỉ có nửa thế kỷ lâm phàm, Ngài đã thành công lớn trên bước đường độ tha quá chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 100. Thầy chứng sự quy y. Ông trưởng ban phổ thông giáo lý tỉnh Phong Vinh có nhắc mẫu chuyện của ông Bảy ở Sà No như sau. Số là ông Bảy này có cất nhà ở giữa đồng để làm ruộng, thường xem sấm giảng của Đức Thầy để tu hiền. Ông lập ngôi Tam Bảo và bàn thông thiên, khấn nguyện nhờ Đức Thầy chứng giám. Ông tự khép mình vào hàng tín đồ Phật giáo hòa hảo, ăn chay giữ giới, cúng lại theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Đến tháng 6 âm lịch, Đức Thầy về Cần Thơ khuyến nông. Ông Bảy đến xin Đức Thầy cho quy y. Ông Bảy sắp thưa trình công việc thì Đức Thầy chỉ ông Bảy và nói: Ủa, ông đã quy y vào lúc 12 giờ trưa tháng Giêng hôm trước mà. Tôi đã chứng kiến một lần cho ông rồi, còn quy y gì nữa? Quy y một lần thôi chứ. Sau đây là lời phụ bình. Tâm lý chung của con người thì khi họ ân cần mong muốn một điều gì hoặc gian sinh với ai thì họ rất sợ không được người đó chấp thuận. Nếu được chuẩn hứa một điều nào quan trọng thì họ thường lặp lại đôi lần để cho người kia đừng quên. Thế nên ông Bảy tuy đã âm thầm phát nguyện quy y nhưng vẫn còn lo ngại, không biết sự phát nguyện của mình có được thầy chứng hay không đây. Vốn là một bậc đại giác thì làm gì chẳng rõ được tâm niệm của chúng sanh. Thế nên không để cho đệ tử phải thắc mắc lo âu, Ngài liền cởi mở cho ông Bảy, mà cũng cởi mở chung cho đa số tín đồ. Về điểm này, Ngài có viết: Mấy người bê trệ chậm chân tới thầy, nghe theo lời chỉ sao đây, làm bài cầu nguyện về dài mà tốn. Tuy đánh bài cầu nguyện mà tốn, nhưng vẫn được như đã gặp Ngài. Bởi vì tuy là ảnh vô hình, chớ dâng lòng tưởng sân trình đáo lai. Bởi Phật chỉ dụng chữ tính thành, khi được sống bên cạnh Thầy mà không sửa tánh răng lòng thì sao bằng người ở xa ngàn dặm mà ngoan đạo tiến tu.
Xưa Phật còn trụ thế, lúc Ngài đi thuyết pháp 3 tháng ở Thiên Cung mới về, các đệ tử đua nhau đến ý kiến Ngài. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc đến trước cúi đầu lễ sát chân Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn. Đệ tử Liên Hoa Sắc, người đã ý kiến Phật trước nhất, để lại 10 ngày từ Thiên Cung vừa trở về tỉnh sáng. Đức Phật từ bi đáp: Liên Hoa Sắc, con không phải là người đến ý kiến Như Lai trước nhất đâu. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc nhìn đi nhìn lại chung quanh, chưa ai đến trước mình, bà mới bạch Thế Tôn,